yếu anh Cảm thấy thấy trong tập các trung. trang á. Nhiều Dạ trường anh chị đợt này nghe cũng rõ không ạ? À? Nghe rõ tao nói không cả nhà? dạ Dạ rõ thầy. rồi. Dạ Mặt xin thì hơi chào. yếu Dạ anh. nhớ các anh chị quá. Nhớ thầy. Nhớ thầy quá. Ừ. Thầy Nhà cũng rất nhớ là nhiều thầy thật quá. chào thầy, chào cả nhà. Cả lớp nhớ thầy. Cả lớp nhớ thầy. Lớp. Ai cũng nhớ thầy, ai cũng nhắc thầy. Này Có ngày hôm nay chưa gặp được chị Minh Hương cũng nhớ. em chào thầy, chào cả nhà. dạy này qua là dạy máy này, dạy máy Chào quá. Anh chị đợi toàn xin sắp xếp một chút xíu thiết bị chào cả nhà mình. một chút. Dời qua kéo Đi qua đây đúng à, mình máy được à, không biết để không? à. Đợi toàn chút xíu như canh gì. Dạ rồi. Ê, hôm gà chắc học hay lắm hả các anh chị? Thầy Chí Kiên chia sẻ các anh chị thích lắm hả? Hay lắm thầy ơi. À. À, phước báo quá. Rồi, toàn xin tắt mic các anh chị cái toàn nhà mời các anh chị chia sẻ đầu giờ ha. Thiên Nga là muốn hát đúng không? Hay Dạ. sao? Hát chút Dạ, hát. rất là ơn thầy. Dạ, chúc tới cái giờ mà giải trí thầy xin phép cho em hát trích đoạn Em tâm đắc bảy sự giàu toàn diện. Dạ. Dạ. Thầy. Thầy đào tạo ra thầy tọa thí cho các thầy cô ngon quá thầy. Thầy Chí Kiên dạy cũng ngon quá. Em cũng mê trí thức đó quá. Dạ. Đợt này em tâm đắc cái phẩm chất của thầy Chí Kiên. Dạ. Dạ. Dạ, em xin phép em tắt mic đằng thầy mời các ní lên chia sẻ. Dạ, rất là biết ơn cả nhà. Dạ. 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 Biết ơn chị. Dạ. Xin mời Xuân Lê. Dạ. Em chào thầy, em chào cả lớp ạ. À, em rất là biết ơn thầy và cả lớp đã đã cho em cơ hội chia sẻ ngày hôm nay. Lần đầu tiên để em nói chuyện với thầy ở cả lớp và em hơi run ạ. Con chào thầy đi. Là em cũng rất là biết ơn em Bùi Hương đã chia sẻ cho em đến biết đến lớp tổ chức ạ. Dạ, hôm qua thì em cũng qua những cái bài học vừa qua em được nhận được thầy Chí Kiên là triết lý về cây lúa ấy thầy. Là khi mình chưa là ai cả là nói cho mình khiêm tốn và mình cầu thị ạ. Nói chung là em mới mới nghe được cái từ khóa 20 năm thầy ạ. Mà tại em đi làm với này em cũng chưa đủ buổi nọ buổi kia thầy. Nên em cũng nói chung là em cũng có rất là nhiều bài tâm đắc nhưng mà hôm nay em luôn em rất là biết ơn thầy và cả lớp. Hôm qua thì qua bài học hôm qua thì em hiểu hiểu rõ hơn là lễ nghĩa chữ tín ạ. Hôm qua là em nhận được lễ nghị người lễ với bản thân là người trân trọng và biết ơn sự hiện diện của bản thân, là người cho bản thân cơ hội được tiếp nhận, thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật. Dạ em biết ơn thầy, biết ơn cả Mẹ lớp. ơi. Còn em chia sẻ tiếp thầy nhá. Thì đang nghe đó, cứ nói chuyện đi. Tại vì em hồi hộp quá. Dạ. Người lễ với tổ chức là người trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người trong tổ chức, là người góp phần tạo bối cảnh để tổ chức có cơ hội thấu hiểu những đạo lý cuộc sống và pháp luật ạ. Người lễ với xã hội là người
trân trọng biết ơn sự hiện diện của con người trong xã hội là người góp phần tạo bối cảnh để người trong xã hội có cơ hội tiếp nhận và thấu hiểu những đạo lý về pháp luật. Dạ, về nghĩa trọng và phẩm chất nghĩa, chúng ta có trách nhiệm liên quan tới tánh danh, người lễ có trách nhiệm với bản thân là người ghi nhận sự tồn tại của bản thân, rằng bản thân trong gia đình là vì một lý do hoặc sứ mệnh nào đó. Về trí ạ, trí là lắng nghe, liên quan đến tánh sắc, là người lắng nghe bản thân, là người có trạng thái nhận thức nội tâm rằng bản thân cần nâng tầm hiểu biết, nâng tầm bậc trí tuệ để vượt thoát mọi vấn nạn phát sinh, rằng bản thân còn có sự đủ đầy trên mọi phương diện của cuộc sống. Dạ, em chia sẻ đến đây ạ. Em rất là biết ơn thầy, biết ơn cả lớp đã cho em cơ hội chia sẻ ngày hôm nay. Lần đầu tiên em Muốn được. nói gì đó hả? Nói nhiều đó, đó Chết rồi. cho Dạ. nó khỏi run hay sao? Dạ. Rồi, biết ơn Xuân. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn nhân mạch của em là bạn Bùi Hương ạ. Dạ. Dạ. Biết ơn cả lớp đã cho em cơ hội chia sẻ ngày hôm nay. Chắc tự tắt mic ha, hạ tay nha. Và cảm ơn thầy ạ. Dạ. Xin mời chị Minh Hương. Em chào thầy ạ. Em biết ơn thầy đã gọi tên em. Em chào các lý ạ. Em mới chia sẻ đầu giờ nhưng mà tại vì là em chờ từ đầu khóa giờ để được gặp thầy để chia sẻ cái hiện thực của em. Cảm giác như mình nửa thế kỷ rồi, em nửa cuộc đời thì chưa được gặp thầy á thầy. Lâu quá chứ gì, Dạ. đi ổng gài đi làm quá mà không gặp em mà. Dạ Chào ông về ngon hả? vâng. À, từ hôm mà em báo cáo với thầy cho đến giờ này thì thực ra là cái lộ trình nó cũng ngon không thể hình dung và nhanh không thể hình dung với thầy. Thì em chia sẻ một cái hiện thực nó có liên quan đến những cái dự án mà em đang làm. Dạ. Em nghĩ rằng em vừa qua một cái kỳ thi á thầy, giống như kiểu khảo á, coi như là em nghĩ là em có một cái bài học mà phải nói rằng là rất là gọi như là rất là cần thiết trong lúc này đối với em ấy. Thì em mới 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 ngộ, đúng lúc này em mới ngộ ra cái bài học của thầy, tức là rõ hình nhưng mà buông hình và là kiến tạo giá trị. Trước đấy em không có hình dung là buông hình đó thầy. Em nghĩ là phải giữ hình chứ, tức là mình phải giữ cái lộ trình chứ. Mình giữ hình cho nó rõ rồi mình đi chứ. Nhưng mà cái hiện thực của em vừa mới xảy ra thì rõ ràng có một cái sự buông hình mà em cảm rất là thấu á thầy. Thì trước Tết em có một cái kế hoạch em ra Hà Nội 2 tuần. Thì em sắp xếp là có hai việc, việc chính là thăm con gái ở ngoài đấy. Và thứ hai nữa là gặp các lý trong mentor của mình á, trong quýt của mình á. Mentor Week là người Hà Nội mà tham gia vào cái cộng đồng HLC á, em có hẹn offline với các lý một buổi. Thì em đã có một cái lộ trình 2 tuần. Thì 22 tháng 1 em bay ra, em mua vé máy bay, mùng 5 tháng 2 em bay vào. Thì ngày 26 tháng 1 thì là em đi offline với các lý. Thì buổi sáng em nhận được điện thoại của con trai ở Singapore. Mấy cuộc điện thoại này á là nó rất là gọi là rất là serious, nó rất là quan trọng ấy. Nhưng mà lúc bây giờ em đang đi offline với các lý, một cái chương trình mà được set up rất là kỹ càng á, thì em cũng không muốn phân tâm. Em bảo tôi chiều để mẹ điện lại. Thì chiều em về về em điện thoại nói chuyện với bạn là ngay lập tức em book vé máy bay sớm nhất là ngày thứ bảy. Em bay về Vũng Tàu để em lấy passport, tại vì nếu mà em không mang passport em không có bay thẳng từ Hà Nội sang Sing được. Em phải quay về Vũng Tàu em lấy passport. Sáng chủ nhật là em bay một cái chuyến bay sớm nhất từ 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 Sài Gòn sang Sing. Và trong 2 cái ngày em ở trong Sing đấy, em bắt đầu em mới cảm nhận được một cái thời gọi là cái trường thời gian đó thầy. Tức là trong cái tâm trí của em ấy là em ở Singapore một tuần.
Tức là em nghĩ là ở một tuần. Nhưng thực ra đến lúc mà em ra sân bay em bay về, em hóa ra là em bay sang là sáng chủ nhật. Tối thứ hai em bay về, tức là có đúng 2 ngày em ở Singapore, nhưng mà trong đầu em nó là một tuần. Sao em mới nói cho ổ hóa ra là mình ngủ có đúng một đêm. Tức là em cảm nhận về cái cảm giác về thời gian ấy, cái trường năng lượng về thời gian thực sự rất là rõ ràng luôn ấy. Đó. Thì mà trong lúc cái ngày hôm đấy, một cái ngày chủ nhật mà ở Singapore, thì thầy biết là em đưa ra những quyết định như nào không? Quyết định là cả con trai và con dâu em đều đang có công ăn việc làm. Các bạn ấy ở ở công ăn việc làm rất là tốt, thu nhập rất là cao. Các bạn ấy thuê một cái căn nhà mà 5.000 đô, thì thầy biết là thu nhập của các bạn như thế nào. Và trong đúng ngày chủ nhật thì cả em và cả con dâu và cả con trai quyết định là ngay ngày hôm sau, trong một tuần ấy, là trả nhà và về Việt Nam ngay lập tức. Đó. Nhưng mà trong cái lúc quyết định đấy, cái nội tâm của em nó an lắm thầy, tức là chỉ nghe thấy nói biết và làm, tôi không hề suy nghĩ luôn ấy. Em bây giờ em mới trải nghiệm là em không hề có cái suy nghĩ trong cái lúc mà em làm tất cả những cái đó. Tức là khi nó tới một cái thì bắt em xử lý. Thế sau đấy rồi thì bắt đầu là em mới gửi thư cho, và bây giờ em mới thấy được rằng là cái chữ nguồn hình trong em, tức là cái lộ trình của em là em phải kiến tạo nên HLC này, em tham gia mentor này, rồi em upline mũi né mùng 7 tháng 3 này, tức là hình nó rất rõ rồi. Nhưng mà lúc bây giờ em buông hoàn toàn luôn, tức là những cái ngày mà tập với thầy á, là em cũng không có tham gia luôn, rồi làm thấu hiểu nội tâm em cũng không tham gia luôn, em buông hoàn toàn luôn ấy, buông cảm giác như là mình thả lỏng hoàn toàn luôn ấy, mình ở trong cái trạng thái đó. Thứ hai là em gửi email cho thầy biết là mentor năm đối với em nó vô cùng quan trọng, cực kỳ quan trọng để mà em dẫn dắt đội nhóm của em ở HLC. Và em gửi email cho Quýt ấy, em xin ấy là được dự thính mentor năm, tức là em không tham gia chính thức mentor năm. Em nghĩ là cái người đối diện là người quan trọng nhất, lúc bây giờ là con em. Và cái việc quan trọng nhất đối với em là cái việc mà trong gia đình. Cho nên em buông một cái mà đối với em nó vô cùng là quan trọng trong cuộc đời, thì em mới thấy cái sự hiệu nghiệm của cái chữ buông và cái sự hiệu nghiệm của cái việc mà cái an vui trong nội tâm. Và thầy tưởng tượng xem là cái sự cố, tức là nó phải kinh khủng như thế nào em mới có những quyết định như thế. Thế nhưng mà bây giờ em đang ở Singapore thầy. Ngày hôm nay là ngày 20 hay mấy à? Hôm nay là ngày 23. Tức là cái câu chuyện ấy nó như là một cái bộ phim kinh dị, và đến ngày hôm nay gia đình của em trở lại một cách bình thường. Tức là ý ý nói là em được khảo á thầy. Em được khảo một cái bài học ấy, và em mới thấy được rằng ấy, cái sự thật nó sự thực sự nó là sự thật, nhưng nó không phải là sự chân thật. Nó không phải là chân thật. Nó có xảy ra, nó rõ ràng nó xảy ra. Cái tình huống nó xảy ra, nhưng mà nó không phải là sự chân thật. Cho nên nó thay đổi theo thời gian, mà nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào cái trạng thái rung động nội tâm của mình khi mà nó đối diện. Tức là nếu mà cái tần số rung động nội tâm của mình nó an vui, chỉ nghe thấy nói biết để mà mình đối diện với nó, thì cái tổng nghiệp của mình ý, nó đi qua một cách, tức là thực ra trước đấy em đã nhìn ra thầy, em nhìn rất rõ về nhân quả rồi. Em biết chắc chắn là cái chuyện này nó xảy ra để nó sửa chữa một cái gì đó, tức cái lộ trình của mình nó cần phải được chỉnh, và em chắc chắn là đấy là một cái bài học dành cho em. Và đến ngày hôm nay trong suốt thời gian đó là em im lặng, mọi người không hề biết các ní ở trong trong HLC ấy, thì có một vài ní rất gần với em ấy, thì đoán là em đang xử lý cái việc gì đó. Thì còn em vẫn cứ tập trung set up mọi cái hoạt động HLC bình thường, tất cả mọi cộng đồng HLC đều không biết là em đang có cái việc gì bận tâm, chỉ thấy là em bay liên tục, em cứ từ Việt Nam Singapore, Việt Nam Singapore là bay đi bay lại mấy chuyến liên tục ấy. Thế thì em chỉ nói rằng là có việc, em cũng không nói cái gì luôn ý. Đó. Thế nhưng mà có vài người hiểu được rằng em biết là chị đang có cái việc gì chị đang xử lý. Nhưng cái nội tâm của em rất là an vui. Thì cái bài học của em ở đây là gì thầy biết không? Bài học của em nó vô cùng là cần thiết cho cái việc mà sắp mà tiệu chúng của trong cái cộng đồng HLC, có nghĩa là sao? Bạn có đủ kiên nhẫn để cho mọi người trưởng thành hay không? Tại vì khi mà em có khi em đối diện với cái đó, có nghĩa là sao, em hoàn toàn em dừng lại, em buông hết. Thế thì ví dụ như trong cái những cái người mà trong cái cộng đồng của mình nhá, người ta cũng sẽ có kế hoạch, và kế hoạch của người ta cũng có liên quan đến cái kế hoạch trong cái dự án của mình, và mình cũng mong chờ một cái gì đó. Nhưng mà bất chợt một ngày nào đấy á, thì tự nhiên họ lặn luôn, họ không nói gì cả. Thế mình có đủ thấu hiểu kiên nhẫn rằng họ đang có cái gì họ phải xử lý hay không?
Thì qua đây á, em thấy được rằng một cái bài học của em vô cùng quý giá, và trong cái thời gian ngắn ấy, em đã thụ đắc được những cái tri thức của thầy. Tức là trước đây thì mình có thể là mình nói với thầy, nói cho người khác nghe, nói hay lắm, nói giống như kiểu như ai có vấn đề gì thì mình sẽ khuyên bảo, rồi mình cảm giác như như khi nó đến với mình trải nghiệm qua rồi, mình thấy được rằng là nó tuyệt quý trong cái vấn đề mà mình an vui nội tâm, và mình đón nhận và mình tin tưởng rằng tất cả mọi thứ nó xảy ra đều có lý do và đều đúng, đều tốt đẹp, và đều cho mình một cái bài học nào đấy sâu sắc trong cái hành trình của mình. Thì em thực sự là cái bài học này vô cùng là quý, và thầy biết là em Tết ý, là em đã có một cái kế hoạch là hoàn toàn không ăn Tết ở Vũng Tàu luôn, không ăn Tết luôn. Coi như là, nhưng mà cuối cùng em đã có một cái Tết rất là tuyệt vời ở Vũng Tàu, và em cũng cũng đã có một kế hoạch là thôi bỏ cái offline 7 7 tháng 3. Nhưng mà khi mà mọi chuyện nó qua đi một cái thì em đã đặt cái 7 tháng 3, và tức là nói chung là giống như một cái giấc mơ thầy, đêm buổi tối thầy ngủ xong đêm thầy mơ sáng thầy ra thầy dậy, thì cuộc đời nó vẫn như như thế thôi, nó không có gì cả. Thì rõ ràng rằng là tất cả những cái chúng ta nhìn ở trong cuộc đời hoàn toàn là do cái tâm trí của chúng ta, hoặc là cái, gọi như cái tầng tầng số rung động năng lượng của chúng ta, để mà nó có những cái bài học, những cái nghiệp gì đó để chúng ta gọi như khảo ấy. Thì em rất là biết ơn biết ơn những cái tri thức của thầy cho em cái ngôn ngữ để em có thể gọi ra đọc tên, để mà về sau này em có thể làm chia sẻ chuyển giao được cái hiện thực của mình cho rất là nhiều mọi người xung quanh, để giúp cho mọi người có thể nhìn thấy là cuộc đời của mình là cội nguồn bắt đầu từ chính mình, và chúng ta làm chủ cuộc đời của mình bằng cái cách là chúng ta làm chủ cái tâm thái, chúng ta làm chủ cái trạng thái nội tâm của mình, thì cuộc đời sẽ ngon không thể hình dung. Em biết lần thầy hôm trước em vào em xin chia sẻ nhưng hết giờ, thế là em bảo thôi em sẽ chờ đến khi nào thầy hứa là thầy sẽ quay lại hai hai buổi cuối cùng mà, cho nên là hôm nay nhân duyên là em lại được gặp thầy để em chia sẻ. Em biết ơn thầy. Khi mình muốn trồng một cái cây, mình đã dự trù được cái hạt mầm đó nó sẽ cho ra quả mà mình như ý mình mong muốn. Sau đó mình tiến hành gieo trồng. Bước đầu tiên là mình bảo vệ nó, đừng để cho những tác nhân gây hại nó. Sau khi xong rồi thì mình phải buông, đừng có dính với nó nữa, chứ tối ngày qua coi nó có khi nào nó lớn thì tới khi nào nó mới lớn. Nên là rõ hình rồi thì cứ buông, sau đó làm việc mà chúng ta định kỳ tưới nước bón phân theo lịch định của chúng ta cho cái cây nó lớn lên thì chờ ngày gặt quả. Nếu người nào không biết điều đó thì vô lo lắng rằng là cái cây đó nó có ra trái hay không, có ai lại lấy bắt cái làm lên hư nó không, rồi nó lớn lên chút xíu ra trái có người nào hái trộm nó không. Thì như vậy thì từ 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 hình nó sẽ bị lệch đi. Nên khi gõ hình rồi mà chỉ buông được thì trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương đó đó, thì đặc biệt là cân bằng thì cái quả như ý nó nhanh gặt hơn. Trong cuộc sống cũng vậy, khi chúng ta đã lên kế hoạch rồi, gõ hình rồi, sau đó từ đó chiến, rồi từ đó quan tâm đến trạng thái nội tâm của mình và khái niệm thôi, chứ đừng quan tâm tới hình nữa. Thì tới một ngày nó sẽ ra kết quả như mình hình này mình đã định. Được không? Em trải nghiệm đó thầy, trời ơi, em chỉ thấy rằng là cái thời gian nó rất ngắn mà, từ hôm trước em mới định nói với thầy là thầy ơi thôi em vừa mới xuống dạo chơi địa ngục nhưng mà em xuống địa ngục với tâm an vui á thầy, em nhìn thấy nó rất là an nhiên luôn ý. Thì thực ra cái bối cảnh nó xảy ra, nếu như cái tâm của mình nó không có an vui ấy, thì thực sự nó sẽ là địa ngục dưới con mắt của người thường ấy thầy. Khi em quan sát những cái đó nó xảy ra với một cái tâm an nhiên, cho nên rằng em nói với thầy em vừa mới xuống địa ngục em dạo chơi ấy này, sao em đi lên Rồi con trai với con dâu vẫn còn ở bên Singapore bình thường hả? tức là nó quay trở về bình thường thầy, tức là vẫn bây giờ các bạn ấy vẫn đi làm công việc bình thường, tức là nếu như mà trước đây là nhưng mà nó lại ở một cái trạng thái tốt hơn trước khi nó xảy ra sự cố ấy này. Tại vì ý em nói rằng ấy là nó có một cái điều gì đấy cần phải
cần phải 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 cần phải điều chỉnh á. Thì là em có một cái câu em hay nói với các bạn là vũ trụ luôn luôn cho ta cái điều ta mong muốn theo cái cách mà ta không muốn thầy. Đợt này xong rồi thì thấy con cái thấy mẹ ăn học được đúng không? Hả? Ngon lắm thầy. Thôi. Đó cũng là một phép màu á thầy. Qua cái sự cố này thì em mới thấy được thực sự là giống như hôm qua cô Bích Nga chia sẻ đó. Cô Bích Nga chia sẻ là cái thời Covid hồi thầy hồi cô học với thầy từ những ngày đầu tiên mà dính Covid ấy, thì cô bảo là cô bị cô lập bối cảnh và cô chỉ học với trạng thái an vui thôi và cô hoàn toàn không biết xung quanh thế giới nó xảy ra như nào. Thì thực sự là khi mà trạng thái của mình nó cân bằng ở cái tầng năng lượng cao và siêu cao ấy thì thực sự là những cái điều may mắn nó xảy ra là có thật, nó thực sự là nó có thật và em đã trải nghiệm rất rõ cái chuyện đấy rồi, trong cái đặc biệt rất là nhiều những cái việc xảy ra cho em, nhưng mà cái vụ vừa rồi xảy ra thì rất rõ ràng rằng cái sự may mắn mà phải nói rằng cái may mắn từng 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 sát na một cho thầy, tức là tất cả mà cái nó xảy ra nó may không, tức là ngon không thể hình dung, tức là mình không thể tính được, cái đây chỉ có ông trời tính thôi chứ mình không thể tính được. Cho nên là em chỉ muốn chia sẻ với các lý là cuộc đời của mình ý, hoàn toàn là sẽ vô cùng là tốt đẹp, chỉ cần là chúng ta an vui, chúng ta đón nhận và rõ một cái hình của mình giống như thầy nói đấy, tức là mình rõ hình nhưng mình không bị dính hình. Khi mình rõ hình xong mình buông hình xong mình tích tạo công đức phước đức thì cái hình mà mình đã giữ đó thì nó tự nó tới thôi. Em rất là biết ơn thầy vì cái bài học vô cùng quý báu mà em đã trải qua. Mi ơn chị nha. Em xin phép được cái mic ạ. Dạ. Xin mời Hoàng Mạnh là tên chị hả? Chị tên Mạnh hả? Vâng, em tên Mạnh thầy ạ. Hoàng Mạnh. Dạ. Rất là biết ơn thầy cho em cơ hội chia sẻ. Em là Hoàng Thị Mạnh, họ tên đầy đủ. Em sinh năm 1980, năm nay em 20 tuổi. Cũng nhân cái bối cảnh của hôm nay này, em rất là biết ơn thầy. Khóa trước em có hỏi thầy rằng làm thế nào để đổi hình chồng mình, nhưng hóa ra không phải mà là mình phải đổi hình mình trước thầy ạ. Khi mà em nghe những lại phải ghi âm mà thầy chia sẻ là không có định mệnh mà cũng không có, không có định mệnh mà cũng không có vận mệnh mà chỉ có nghiệp mệnh mà thôi, thì em ngộ ra rất là nhiều điều. Và bữa vừa rồi thầy có chia sẻ, em nghe lại file ghi âm và em xem lại trên YouTube rằng thầy chia sẻ cho bạn lý trí quyết ấy là thầy vẽ cho bạn một bức tranh là nhớ cả đời không được bao giờ mang đi, nhưng mà khi đó thì em lại thấy rằng thầy đã vẽ cho em, thầy đã vẽ cho em, và khi em xem được và em tự tự em đã vẽ trong hình ảnh tâm trí mình là bức tranh này, và em hiểu, em ngộ ra câu nước thấp là biển, người thấp là vua. Và những cái chuyển giao hiện thực của ngày hôm đó em vỡ òa rồi em khóc. Và những cái về cái tri thức, phẩm chất, nhân lễ nghĩa chí tín, nhưng khi mà em nghe lại thì trong trong em vừa thấy hạnh phúc, hạnh phúc vì mình đã ngộ thật ra nhiều điều mà bấy lâu nay
Em vẫn đi tìm. Em vẫn đi tìm nó mà em vẫn chăm chú lắng nghe thầy, tri thức của thầy, tri thức của các thầy cô của bên ban tổ chức chuyển giao. Tôi không thoải mái, hạnh phúc đúng không? Em hạnh Ừ, hạnh phúc không thoải mái. Hạnh phúc cứ không có thoải mái. bị hạnh Hạnh phúc thì lên đây mới cho khóc. bởi vì bao nhiêu xuân qua em chưa được hạnh phúc như cái đầu xuân năm nay. Em tự em cô lập bối cảnh của chính em được riêng một chỗ và em ngoan nghe toàn bộ lại những cái tri của thầy, của bên ban thầy cô đã trao tặng cho em nhận được quá nhiều giá trị. Bữa trước em lên thì vẫn còn hỏi thầy rằng làm thế nào để đổi hình. Nhưng bữa nay thì em lên để em rất biết ơn. Thầy lại nói câu em không biết. Em còn cứu mạng em. Nhưng mà đến giờ em ngộ được ra những cái điều đó thì em thấy em hạnh phúc vô cùng. Thì những chính vì nhận được tri thức của thầy như vậy thì đối với những con người đến bên đời em thì em muốn chia sẻ, bởi em không biết, em cũng lo em cứu mạng em. Những câu thầy chuyển giao cho thì em nhận được và em cũng chuyển giao chia sẻ chuyển hiện thực lại với những con người bên cạnh của bên cạnh em. Em ngộ ra nhiều nhiều lắm lắm, nhưng mà đồng nghiệp em giao thì những cái đấy em chỉ muốn là có một chuyến vào nhận hiện thực của thầy, những cái lớp offline 6 ngày 5 đêm cô lập bối cảnh đó để em trưởng thành hơn nữa. Và những cái em cũng xin phép thầy những cái tri thức của tổ chức mình em chia sẻ, em nhận được những gì em lại chuyển giao chia sẻ với mọi người, ai mà cũng mở tâm đón nhận như em. Cũng là cái khóa này là gần đến ngày kết thúc khóa K26 này, em nên em rất biết ơn thầy, biết ơn những cái tri thức tuyệt quý này mà em ao ước, em mong cầu để đến khi mà em được nhận được ra để em vỡ òa trong hạnh phúc. Em rất là biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Em hạnh phúc lắm thầy ạ. Có hình đẹp về ông chồng rồi đúng không, với bản thân của mình ha. Dạ. Rồi chúc mừng. Dạ. Em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ. Đại diện cho thế hệ con cháu của chị biết ơn chị đã tham gia lớp học này. Tại phụ nữ mà hạnh phúc cái con cái thế hệ Là vâng, sao ngon. Đừng có em mưu còn cầu chuẩn đàn bị ông mang năm lại nay hạnh để phúc em cho được mình đón nha. bé Đừng có mưu cầu đàn ông mang lại hạnh phúc cho mình, đàn ông chỉ có mang lại hạnh phúc hơn thôi khi con mình có hạnh phúc dạ. ha. Em đã hiểu được câu hạnh phúc tự thân là như nào thầy ạ. Đúng rồi, Dạ. ngon rồi đó. Em cũng đại diện cho bạn bè của chị biết ơn chị, tại vì vài bữa chị sẽ lan tỏa được giá trị này. Em trân trọng biết ơn thầy, biết ơn Này cả đúng tên nhà. mạnh luôn rồi đó nghe, thị mạnh luôn rồi đó nghe. Hạnh phúc ơi này, hạnh phúc với thầy ạ. Bye bye chị. Dạ, em chào thầy, chào cả nhà. Xin mời Như Ngọc. Ngọc Dạ. Như Phan là Phan Như Ngọc đúng không cưng? Dạ là Phan Ngọc Như thầy. Phan Ngọc Như hả? Vậy là vậy thì chào Phan Ngọc Như. Dạ, chào thầy và cả nhà, em tên là Phan Ngọc Như, sinh năm 1997 ạ.
Dạ. Biết ơn thầy về tri thức của Quýt, biết trân trọng biết ơn nhân mạch của em là cô Tố Vân ạ, à, đã giới thiệu cũng như là cho em cơ hội được đến với tri thức tuyệt quý của Quýt ạ. Dạ. À. Em xin chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra của hôm qua thầy. Khi học đó, thực sự là em với ba luôn có một cái khoảng khoảng cách nhỏ, em luôn cảm giác là mình khó mà chia sẻ hay là tâm sự với ba như là với mẹ. Em có cảm thấy là ba chưa có thể hiện tình yêu thương với mình hay là ba không có yêu gia đình nhiều lắm, nên là khi học á, em cũng đặt ý rằng á là ba sẽ thể hiện tình cảm nhiều hơn, ba yêu thương gia đình nhiều hơn. Em cứ đặt ý như vậy suốt một thời gian dài, nhưng mà khi hôm qua khi được học các nhân cách của con người ấy, thầy có phẩm chất của có phần nhân, đó là nhân của gia đình, người yêu thương gia đình là người góp phần cho gia đình sự đủ đầy về nhu cầu cơ bản, nhu cầu an toàn, nhu cầu kết giao mối quan hệ xã hội, nhu cầu được quý trọng, nhu cầu thể hiện mình và nhu cầu cho đi của gia đình. Xong em nhận ra rằng là không phải là ba không yêu thương gia đình, mà ba đang thể hiện cái tình yêu đó theo một cách khác. Cái lúc đó em không có nhận, lúc trước đó em không có nhận ra. Em nhận ra là ba, sau khi bà hậu em nhận ra là ba rất rất yêu gia đình đấy chứ. Ba để họ một trong một quá trình dài, ba để họ chu cấp cho gia đình, ba lao động để xây dựng gia đình. Vì mẹ em chỉ làm nội trợ thôi, em và em trai em cũng chưa có thể là hỗ trợ tài chính về nhiều cho ba. Với công việc của ba hôm nay, ba để họ có thể là cho gia đình em một cuộc sống rất là đủ đầy luôn. Bên cạnh đó, ba còn là chỗ dựa tinh thần rất lớn của chúng em nữa. Chỉ cần thấy có ba thôi là cũng thấy là mình an tâm hơn, mình vững tâm hơn. Tuy là em nói ba hơi khó tính, nhưng mà bên cạnh đó ba cũng đã cho em được cái khoảng thời gian thoải mái để thực hiện những điều em muốn. Hồi giờ ba chưa chưa từng ép em làm bất cứ điều gì theo ý ba hết. Ba vẫn cho tạo điều kiện cho em học tập này, rồi ba cho em tự quyền quyết định mọi thứ trong cuộc sống của em. Rồi ba nhiều lúc là em cũng hơi kiểu là khó chịu với việc là ba hay tổ chức mời người về gia đình bắt buổi tiệc á, tại vì nó khá là ồn ào. Nhưng mà giờ em nhìn nhận lại biết đó là cách ba giúp kết nối gia đình hơn với họ hàng. Ba cho cái điều kiện để có thể xây dựng những mối quan hệ gia đình, cũng nhờ có ba mà các họ hàng ở xa có thể là thường xuyên đến thăm nhà em hơn, vui vẻ với nhà em hơn. Sau khi học thì em cảm thấy không phải mình cần đặt ý ai hết, mà chỉ cần mình hình như là mọi người nó tốt sẵn rồi à, chỉ là mình đơn phần là mình chưa có đủ sự trí tuệ hay là đủ phúc báu để nhận ra cái sự tốt đẹp của mọi người thôi. Nên là giờ em đổi lại là em đặt ý mình có thể gần hơn với ba, có thể chia sẻ nhiều điều với ba hơn. Sau khi học hôm qua em thấy nhận ra được bài học hạnh phúc lắm thầy. Qua đây em cũng biết ơn thầy Trí Kiên đã tận tận tâm hướng dẫn lớp mấy ngày qua ạ. Ai kết nối được mối quan hệ với ba, với hiểu ba là quá tốt rồi. Con gái á mà mến được ba, kính trọng được ba thì sau này hôn nhân á có cái cơ sở hạnh phúc hơn, có cái nền tảng hơn. Dạ Ừ, có gia đình chưa? thầm. Dạ chưa. Ừ, chúc mừng ha. Trước khi có gia đình đã kết nối được lại và nhận biết lại được cái điều đó là chúc mừng rồi đó. Dạ em biết ơn thầy nhiều ạ. Vài bữa đẹp lắm đây. Dạ. Thôi, còn gì chia sẻ không? Dạ em chỉ thấy khó K26 này ngon quá thầy.
Tôi là lúc đầu em cũng hơi đăng ký, em hơi ngại tại vì nó vào dịp Tết đó thầy, nhưng mà học xong thấy nhận ra quá nhiều bài học mà càng học các khóa sau càng ngon nữa thầy. Rất là biết ơn tổ chức cũng như là thầy cô đã dụng tâm bỏ Thì vào cả mấy ngày Tết này. càng càng ngày á, nhiều anh chị chuyển hóa nó tạo nên một cái chúng á, cái làm cho cái sự thấu hiểu nội tâm cao hơn, thì cũng khích lệ các thầy cô kích hoạt được một cái tổng nghiệp của họ, do đó càng ngày cái chiều sâu của tri thức nó sẽ càng cao hơn. Mà ngày xưa nói thì sợ không hiểu hết, nhưng bây giờ thì bắt đầu cộng đồng đã hiểu những gì nói rồi, thì người ta sẽ truyền đạt cái những cái kiến thức của mentor master người ta đưa xuống. Giống như bữa nay là ngày chúng ta học vào cái năng lực và thêm vào vật chất, mình đưa vô cái công thức để mình có thể có được nhiều tiền và bền vững. Thì bữa nay khóa này là khóa tương đối trọn vẹn về tất cả các giàu, để chi, để chuẩn bị nền tảng để bồi dưỡng mình từ năm. Thì nên là khóa này chút xíu mình sẽ nói về giàu năng lực, xong một phần mình nói về cái tài chính vật chất và chuyển giao công thức đó. Dạ, Thì biết ơn cái thầy. gì là làm nền tảng cho mentor năm. Ngày xưa các mentor trước á thì cũng không nói được mà phẩm chất đâu, khóa này khóa mentor này là bắt đầu làm giàu phẩm chất. Tại vì một khóa như vậy mình sẽ nâng lên dần 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 lên tới mentor 6. Mentor 6 là hoàn thiện, tương đối hoàn thiện. Dạ, phước báo cho mentor năm với lại cộng đồng thế này. Biết ơn thầy về tổ chức nhiều ạ. Thôi, biết ơn Ngọc Như nha. Dạ, em xin cắt mic ạ. Cảm ơn thầy. Dạ, xin mời chị Liên nha. Dạ, em trân trọng kính chào thầy và chào các quý đồng môn. Em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Liên. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em rất là trân trọng biết ơn thầy đã truyền trao tri thức và đã cho em có được cái hiện thực về cuộc sống an vui ngày hôm nay. Thì qua cái quá trình mà học các cái lớp nội tâm và học mentor thì em đã nhận được cái nguồn năng lượng của thầy và nâng được cái tần số rung động năng lượng của mình lên để cuộc sống của em ngày hôm nay em nhận được những cái mà điều thầy nói trước đây em chỉ biết nghe vậy thôi, nhưng mà trong cái quá trình học á, khi mà em nhận được cái nguồn năng lượng thì khi em nghe thầy nói là cái điều mà bạn chưa được sở hữu có nghĩa là bạn chưa có tương đồng với tần số rung động năng lượng, và nếu như mà học qua cái 21 buổi thôi thì cái điều mà an vui á, cái điều mà đau khổ á, còn khó hơn là cái an vui. Thì khi mà em nhận được rồi thì bây giờ em không hiểu là cái điều mà mình lo toan đau khổ trước đây á thì bây giờ mình không có còn biết nó đang ở đâu nữa. Và mình cảm thấy là trước đây thì những cái công việc mình vẫn làm nhưng mà mình cảm thấy rất là vất vả, rất là khó khăn, rất là nặng nhọc ở trong cái việc mình làm, nhưng mà bây giờ làm thì rất là an vui và cảm giác là một ngày trôi qua với cái việc mình làm nó rất là nhanh và cảm thấy cuộc sống mình nó rất là đơn giản. Nên là em tiếp tục em đăng ký học K26 để nhận được cái hiện thực chia chia sẻ của thầy, để cũng mong muốn rằng là sẽ được lan tỏa được cái tri thức này của thầy ra cộng đồng để giúp cho ai cũng nhận được cái tri thức này và nhận được cái nguồn năng lượng này để cuộc sống của mình mỗi ngày cảm thấy là nhẹ nhàng, đơn giản nhẹ nhàng mà làm sống cuộc sống nó an vui hơn. Thì em rất là biết ơn. Nói hôm nay em lên em chia tay, em học với thầy rất là lâu rồi nhưng mà em chưa bao giờ chưa tay lên chia sẻ. Hôm nay em chưa tay Lâu lên là bao lâu? Lâu là bao lâu? từ K16 thầy, em là mentor K04 á thầy. Vậy đó, từ K16 hả? Dạ, nhưng mà em chưa bao giờ Tốt em dám nghiệp chia lên. 304 rồi không? Dạ, em mới hoàn thành rồi thầy, em có đi Phú Quốc em gặp thầy rồi. Dạ, em hoàn thành rồi. Nhưng mà may mắn á thầy, em đi mentor K04 á, cái lúc mà em đi trước khi em đi á thì em có vô lớp thầy Ngọc Thắng, thầy Ngọc Thắng nói là
mấy anh chị mà đi mentor Phú Quốc xong về á, mấy anh chị nhận được cái nguồn năng lượng á, xong mấy anh chị học quá nó khác lắm, gì cái cuộc sống mình nó khác. Mà khi em về em cũng cảm thấy vậy thầy, em đi em nhận được cái nguồn năng lượng á, xong em về em cảm thấy là hồi lúc trước á, em học cũng nhiều lắm, nghe 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 đi âm của thầy rồi học trực tiếp với lớp thầy nhiều lắm, nhưng mà em nghe em chỉ biết nghe vậy thôi, nhiều khi em nghe em quên mất tiêu rồi, em không có nhớ thầy nói gì hết đó. Nhưng mà bây giờ em đặt ý là vô để nhận cái hiện thực chia sẻ của thầy á, để sau này em cũng muốn đi chia sẻ cho mọi người. Thì cái tự nhiên em vô em thấy thầy nói á, là em rất thấy là ủa thầy nói rõ ràng vậy, sao hồi đó lúc đó mình không có nghe ta, cái em mới nhận được cái thầy nói là chưa có trí tuệ á thì hãy lắng nghe cho có trí tuệ, mà khi có trí tuệ rồi á thì dùng trí tuệ để lắng nghe. Thì em cảm giác là mình cũng đã thắp được cái ngọn đèn trí tuệ lên rồi á thầy, nên là em rất là trân trọng biết ơn thầy. Và em cảm thấy là em cứ nhớ cái câu mà thầy nói, các anh chị có biết là các anh chị phước báo lắm không, phước báo lắm các anh chị mới vô được cái mentor này không, cái em cứ nhớ thầy hoài nói cái câu đó, mà bây giờ em mới nhận được là em mới cảm thấy cuộc đời mình rất là phước báo luôn. Mà em cảm thấy là bây giờ mà xã hội này, cái câu mà thầy nói thầy thầy hỏi thầy của thầy là nói là nếu mà ai cũng nhận được cái sự chân thật này thì xã hội sẽ như thế nào, thì sẽ rất là bình yên và hòa bình và an vui. Thì em cảm thấy cuộc đời của mình á, bây giờ là sao mình mong muốn nè, rất rất là được nhiều người trên toàn cầu, trên toàn đất nước Việt Nam này á, ai cũng nhận được cái nguồn năng lượng này với cái tri thức này, để cuộc sống cảm thấy lúc nào cũng rất là an vui. Tuy là vẫn làm vẫn sống nhưng mà cảm thấy là nó không có cái việc gì phải lo, không có cái việc gì phải nghĩ hết, sống cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng vui vẻ tin tưởng nhẹ nhàng á thầy. Em nên là em rất là biết ơn thầy đã lan tỏa cái kiến thức này, và biết ơn thầy rất là nhiều luôn. Em rất là trân trọng biết ơn thầy, và em rất là biết ơn cả nhà đã lắng nghe, và biết ơn thầy hôm nay đã gọi em lên và cho em được chia sẻ. Em rất trân trọng biết ơn thầy. À, thì học trong mentor thì mới học hiểu nội tâm. Dạ đúng hả thầy, em thấy em học mentor về xong bây giờ em biết học với thầy, chứ hồi lúc trước là em nghe vậy thôi chứ em không có hiểu, em không có hiểu được. Không phải không hiểu mà ngày Dạ xưa mong muốn của chị á dạ là chuyển hóa thôi, chưa có dạ mong muốn giúp đỡ con người lan tỏa tri thức. dạ Còn những người ta muốn giúp đỡ thì người ta học trước chúng hết rồi, giờ người ta đã đi chia sẻ nhiều lắm rồi, dạ thì bây giờ chị thì bắt nhịp cũng không sao. dạ Ừ. em Có nghĩ là em cũng nghe cái câu của thầy nói á, là luôn đứng ở trong hàng thì trước sau gì cũng cũng ngon, nên là em thấy là mình chuyển hóa, bây giờ em cũng đang chuyển hóa, và em cũng đặt ý là trước hay sau gì mình cũng sẽ lan tỏa được kiến thức này. Thì bây giờ em tuy là em chưa có mở lớp nhưng mà em gặp ai á em cũng chia sẻ, và em cũng giúp được rất là nhiều người á ngộ và nhận ra được những cái điều mà người ta nói là tôi mong muốn cái điều này hay là mong muốn cái điều kia, thì khi lúc trước em không có nhận ra được, nhưng mà bây giờ em nhận được. Thầy nói là để cho người ta nói cả buổi đi, nhưng mà rốt cuộc thầy chỉ quay lại thầy hỏi là muốn gì. Thì em cũng may mắn là em đi mentor về, em về Bình Phước chị em, xong rồi em gặp chị em, xong rồi chị em nói là gặp rất là nhiều cái vấn đề trong gia đình, trong cái mối quan hệ gia đình, xong rồi chị em nói em hỏi là vậy chị muốn gì, xong rồi cái chị nói cái muốn gì đó, rồi cái em hỏi vậy để làm gì, cái chị nói là không để làm gì, em vậy hỏi không để làm gì, vậy muốn điều đó để làm gì, xong hỏi hồi thì tự nhiên chị bừng sáng luôn thầy. Em cảm thấy cũng phước báo tại cũng giúp được nhiều người á thầy, nên cũng là không có huấn luyện được, không có huấn luyện được thì tư vấn cũng được, cũng cuộc được là tư vấn huấn luyện thì mảng tư vấn mình đã hoàn thành. dạ Ừ, nhưng mà rồi. em cũng giúp được nhiều người á thầy, nên là em cũng cảm thấy là nhờ cái trí thức của thầy mà em cũng giúp được nhiều người hiểu ra mọi thứ á thầy, nên là em cũng rất là biết ơn, vì là em cảm thấy cuộc sống mình rất là phước báo luôn khi nhận được cái tri thức của thầy. Và điều em cảm thấy may mắn phước báo nhất là biết được đến tổ chức đào tạo Quýt và biết được tri thức giáo dục tận gốc của thầy. Em rất là biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Ừ, biết ơn chị. Nhà máy đây, nhà máy Dạ thầy. nhà máy Em ở nhà 104 thầy, 104 ha. xây dựng một tổ chức trường tồn thầy.
ha. Dạ. Rồi, đâu phải ha. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Biết ơn thầy đã chứa đựng sự trưởng thành của em ạ. Biết ơn thầy đã bao dung cho chúng em ạ. Bộ chị nghĩ em có cách khác hả? Dạ. Dạ. Có cách kia. Tại hành vi của chúng em, thầy chị giá là chị không dám nhìn cái hành vi. Em rất là biết ơn thầy. Xin mời Đức Anh. Dạ. Dạ. Em nói thế này có được không ạ? Nghe được đó anh Đức Anh à. Dạ. Em biết ơn thầy đã gọi em. Em biết ơn nhân mạch của em là cô giáo Như Quỳnh. Hiện tại là cô đang ở lớp 157, là cũng đang là mentor 5. Và em học với cô là như hai cô trò học được 1 năm rưỡi, là cô gửi cho em khóa ghi âm là K16. Thì từ đó đến đây em với cô ấy, là cô lúc nào cô cũng có một đầu đó như là mentor 3 hay mentor 4 á. Thì cô mới nói là đứa anh học xong thì cô gửi cho học tần số học, mà con học tần số học thấy lại thấy chưa có hợp lắm, tại vì cũng mê nhân sinh nhưng mà lại thấy không hợp lắm. Rồi cũng học ở bên tâm lý thì bây giờ con cũng chưa hiểu được khái niệm niệm học tâm lý là gì. Trong thời gian đây là cũng gần mấy tháng rồi thì con cũng chưa hiểu nắm bắt được cái hình ảnh rõ ràng ở trong ngành tâm lý, nhưng mà con lại học nội tâm của lớp của thầy từ khóa đó thì con thấy con được nhìn về hướng đi về chiều hướng ánh sáng nhiều hơn. Con thấy mình nếu mà cứ đi giải quyết bóng tối thì nó lại không được, nên là con rất biết ơn cô Quỳnh, rất biết ơn thầy, rất biết ơn các mentor master đã luôn cho con những tri thức là ánh sáng, cho con nhìn biết được ánh sáng để con đi. Con biết ơn lắm. Đó từ hôm mà ngày con vô lớp của thầy, con có một cái hình ảnh, một cái ngôi nhà, nó đẹp lắm, về cái ngôi nhà về nội tâm, về ngôi nhà sức khỏe, với ngôi nhà mối quan hệ, ngôi nhà tài chính. Thì con cũng lúc đó con cũng không có hiểu về cái ngôi nhà đó, nhưng mà con có thể mường tượng được một chút chút, đó là cái cuộc sống mỗi người là cần với ngôi nhà đó, là cuộc sống mỗi người là về ngôi nhà đó. Thì con đợt đó thì con chưa có nắm bắt rõ, thì lúc đó là con cũng có thử đi chia sẻ, tại vì lúc đó là con được một dịp Tết là ba cho con đi ra ngoài quê, là nhà quê con ở ngoài Bắc, ba cho phép con là lúc đó là đi công ty với ba rồi về ngoài đó, tại vì lâu rồi chưa về quê. Thì cái lúc mà hai cha con ngồi đó, rồi ba con cũng có hướng dẫn cho anh trai của con là ngồi nói về việc học nó như thế nào, như thế này thế kia, thì con cũng thử lấy cái tri thức này con đi chia sẻ xuống, tại vì đó con cũng chỉ mới hiểu ra mừng mượn một chút thôi. Thì con mới vẽ ra, một lúc mà ba nói chuyện con vẽ ra một cái hình ảnh ngôi nhà, con vẽ ra nội tâm, con vẽ ra sức khỏe, con vẽ ra mối quan hệ, con vẽ ra tài chính, rồi con nối vẽ ra. Con nối ra thì con thấy ba con với lại anh con ngoài đó rất là hiểu về cái này, mà giống như là hai người này họ ngộ ra luôn rồi đó. Mà con không biết sao mà từ đó đây mà anh với ba là cảm thấy được sự quý trọng hơn, có một cái sự nhìn nhận hơn. Có Thì nghĩa là giá trị cá nhân của em á cao hơn trong mắt của ba và anh ngày xưa đánh giá, giờ thấy sự sự hiểu biết á. em còn cũng không biết nữa. Không biết gì thì thấy vậy là có nghĩa là giá trị cá nhân được nâng cao trong mắt của người thân của mình.
con biết ơn và bài học của thầy về bài học cũng là trong cái ngôi nhà đó về bảy cái sự giàu toàn diện, là giàu về trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu thể chất, giàu năng lực với lại giàu vật chất. Thì con đến hôm nay con nhìn nhìn mường tượng ra những cái bài học con học từ khóa đó, giờ con nhìn mường tượng ra thì mấy nay con học được trong khóa này, con học được rất nhiều và con có một cái niềm tin là đúng là sau 21 buổi là có thể chuyển hóa được, chứ không phải là 1 năm rưỡi 2 năm như con nghĩ. Và 21 buổi là có thể chuyển hóa được, tại vì tri thức này quá quý. Và con hôm nay qua con học được từ thầy Chí Kiên, con được thầy chỉ giao cho một bài học ở trong bảy sự giàu toàn diện là cả phẩm chất. Thì trước đó con cũng chưa biết phẩm chất là gì, nhưng mà hôm qua thầy Chí Kiên chỉ cho bài học về phẩm chất thì con rất tâm đắc cái bài học của thầy Chí Kiên, là về nhân, về lễ, về nghĩa, về chí với lại về tín. Thì đó giờ con nghe mọi người nói về cái này nhiều. Hồi nhỏ con ở ngoài quê ngoài Bắc thì con ở với ba mẹ con thì làm trong đây, thì con ở ngoài đó với lại bà với các bác nuôi 7 6 7 năm đó. Thì con đi đâu con làm gì ngoài đó thì con lúc nào con cũng được nghe các cô các bác các chú kể về ba con, tức là lúc nào cũng cho con những cái hình ảnh tâm trí tốt về ba, nghĩa là ba là một người phong độ, ba là một người phóng khoáng, ba là một người tài, ba là một người giỏi, ba học giỏi lắm. Nhưng mà con nghĩ là phước báu của con làm sao con có những cái hình ảnh đó và con ngưỡng mộ ba con, và con lúc nào con cũng đi tìm về những cái nguyên lý ánh sáng đó. Con cứ nghĩ đến cái những cái đó là ba làm sao ngày xưa ba làm thế này thì cũng cũng ấy, nên là con phước báo là có nhận được mấy cái đó. Thì cũng có những cái người, có những cái lúc mà sẽ được người ta nói về những cái câu nói rất hay, nhưng mà con không có thể con gọi tên được cái bài học đó ra, con cũng không hiểu được những cái bài học lớn. Thì bài học về nhân lễ nghĩa chí tín này con thấy nó rất là hay và rất tâm đắc trong con. Và hôm nay qua con học được thì bài học này con cảm nhận là dù thế nào thì nó cũng không có nghĩa là nhân, thì cũng không có nghĩa là nhân là đối với lại người ngoài hay đối với bản thân, mà là đối với bản thân, đối với gia đình, đối với tổ chức, đối với lại xã hội. Lễ cũng là bản thân và gia đình, tổ chức với lại xã hội. Nghĩa cũng là bản thân, là tổ chức với xã hội. Nghĩa cũng là cho bản thân, tổ chức, xã hội, và trí và tín, và cũng đều là bản thân, tổ chức, gia đình và xã hội. Cho nên là con học được bài học này, con thấy con mở được rộng ra tri thức của cho con. Con rất biết ơn thầy, con rất biết ơn Sinh năm mấy em dạ. trai? Dạ, con sinh năm 2004. Ai là bốn nha, năm nay là tròn 20 tuổi luôn hả? Được quá ha, vậy là vừa vô đại học tâm lý hả, Dạ. hay là học đại học tâm lý mà học nội tâm này nữa thì ngon quá rồi đúng không? Hồi trước con cũng có ngộ nhỏ, một cái ngộ nhỏ thầy. Thì hồi trước con nghe thầy có kể về là các bà mẹ nội trợ mà học về nội tâm thì hay ngon quá. Thì con lúc đó con cũng có nghi vấn một chút chút, nhưng mà con chưa có nghi vấn sâu. Thì con chỉ biết là những nội trợ mà học tâm lý thì học nội tâm thì ngon. Mà vì nội trợ mà là một chủ chốt trong gia đình, là một đắc lực trong gia đình, tiếng nói của một người phụ nữ trong gia đình là
thay đổi, như là có thể mọi tâm thái trong gia đình là thay đổi hết. Nhưng mà có những cái mà khi mà chưa biết được bóng tối mà mình cứ đi tìm bóng tối thì mình sẽ giải quyết cái con đường giải quyết thì nó sẽ đem một gia đình về bóng tối. Thì đối với con làm tâm lý mà con cũng đi theo hướng bóng tối, mà con cứ đi giải quyết những cái bóng tối bên ngoài mà con không có biết được ánh sáng để hiểu về tâm lý mà trao trả ra thì con thấy là cũng rất là phí. Cái ngục nhỏ Cứ học hết đại học đi, lấy kiến thức nội tâm tư vấn cũng được mà, nhưng mà có bằng cấp. Giờ hiện tại toàn cũng chưa tạo điều kiện được cho cái bằng mà chứng nhận của xã hội được toàn cầu được, có thể học xong rồi học thêm thạc sĩ hạnh phúc, học tâm lý xong rồi học thêm thạc sĩ tiến sĩ hạnh phúc, học tâm lý nhưng mà trở thành tiến sĩ hạnh phúc nó ngon không? em mà học tiến sĩ hạnh phúc xong có được học mentor không thầy? Thì đâu có cần học tiến sĩ hạnh phúc thì đăng ký mentor thì học thôi. Thế còn nếu mentor năm đợt này con có còn được đăng ký không thầy? Hết rồi, hết kịp rồi. Mentor 6. Dạ, vậy con thấy con nghe thầy nói là tri thức đợt này là lấy từ mentor master xuống thì là Mentor đợt này nha. Mentor Master sẽ được bồi dưỡng cho Mentor 5. Mentor 5 bồi dưỡng một lộ trình Master. Tương đương Master. Rồi ha, vậy nghe Đức Anh. thầy. Rồi, bye bye Đức Anh. Rồi. Tiếng Nga hát đi. Dạ, rất là biết ơn em chào thầy. Dạ, rất là biết ơn thầy gọi tên em. Dạ, em chào các ní ở trong Zoom. Rất là biết ơn các ní đã hưởng thụ học tập chung với em. Em học ké với các lý. Dạ. Em xin hôm nay à, em xin tự giới thiệu em là Lê Thúy Nga. Nhà em ở Hòa Thành, Tây Ninh. Dạ. Em cũng rất là biết ơn nhân mạch của em là cô Tara Trang Nguyễn, Master Mentor. Dạ, em cũng rất là biết ơn cô Thảo Nhi. Dạ. Em tâm đắc ngộ ra trong cái bảy sự giàu toàn diện. Nên những gì em viết đây là những cái tâm của em đặt vô đây. Em hát trích đoạn. Dạ. Khoảng đầu thì em đối thoại, khoảng chót em đối thoại, còn khoảng giữa thì em hát câu 1 2 3 4 5 6. 1 2 4 5 6. Dạ. Em xin phép được cống hiến cùng các ní và trong tổ chức. Em sẽ từ từ em kaizen lên, em nỗ lực lên để em viết bài càng ngày càng được tiến triển hơn. Dạ. Rất là biết ơn các ní lắng nghe em ạ. Dạ, em xin phép được hát ạ. Em có nghi vấn gì mãi trăn trở trong lòng? Dạ. Làm thế nào để được giàu toàn diện anh? Em có biết thế nào là giàu toàn diện không? Em làm rõ nó ra và cứ thế mà làm lớn nó lên. Nhờ anh giải thích em rõ. À, trước tiên là em phải làm giàu trí tuệ. Trí tuệ là sao hả anh? Trí tuệ đơn giản được hiểu là một trạng thái nhận thức nội tâm. Có năm trạng thái nhận thức nội tâm tương ứng với năm tầng bậc trí tuệ. Nhưng trong cuộc sống hiện tại của chúng ta, ta chỉ cần luân chuyển ba tầng bậc trí tuệ, tầng 1, tầng 2, tầng 3 cho phù hợp. Tùy bối cảnh hoàn cảnh ở cuộc sống đây. Biết phân biệt đúng sai, thật giả nên không nên tốt xấu. Đối với sự vật sự gì, hoàn cảnh hay con người, biết nhận thức mọi sự vật sự việc đến từ phía chính họ,
đến từ phía hạt mầm tâm trí của bản thân, nhưng không đến từ chính nó. Nếu như có sự bất như ý đến, ta chủ động nhận thức. Nó đến từ chính ta, nhưng không phải lỗi ở ta. Khởi lên tấn công ăn vui để điện từ cân bằng, thì lúc đó ta tự nhiên biết nên làm và những gì ta sẽ nói. Với ba nguồn năng lượng an vui, bao dung trân trọng biết ơn, em cũng phải luôn giữ xuyên suốt trong người. Đó là nguồn năng lượng của trí tuệ, mà cũng là năng lượng của tâm thái ta phải làm giàu. Tâm thái quyết định sướng khổ. Nếu em biết luân chuyển ba công tắc này cho phù hợp trong cuộc sống đời em, thì cuộc sống trở nên đơn giản vui vẻ. Tin tưởng những gì mình đều định ở tương lai, và cứ thuận theo quy luật nguyên lý mà làm, thì mọi sự việc đến với ta một cách nhẹ nhàng hơn. Trong bảy sự giàu toàn diện đây, có ngọn đèn giàu nhân cách biểu hiện thông qua sự vui vẻ, hy vọng, niềm tin, trí tuệ, trân trọng, biết ơn, yêu thương, bao dung, khiêm tốn, chân thật với con người. Đối với bản thân và đối với mối quan hệ xã hội của người đó gọi là nhân cách kiện toàn, nên em phải học cách làm giàu nó lên. Còn đối với giàu phẩm chất em cũng phải học nhân lễ nghĩa tri tinh với tứ trọng ân. Xã hội, tổ chức, gia đình, bản thân là bốn động lực sinh tồn. Mở tri, hành lễ, giữ tín, trọng nghĩa, bồi nhân. Mở rộng lòng yêu thương thì kích được tánh tài, tạo giá trị chuyển hóa con người cũng ở chữ nhân. Quân tập nghe thấy nói biết để xác định rõ hình ảnh tâm trí thuận chiều mong muốn. Tích tạo công đức phước đức để kiến tạo tư duy phù hợp cho mình. Tư duy là chìa khóa của năng lực mà em phải làm giàu. Em phải có sự trưởng thành tận cùng của sự trưởng thành, vì có sự trưởng thành hơn người ta chinh phục được ước mơ, có được năng lực phù hợp ta đơn giản có được thành công. Đã thành công cộng sức khỏe cộng gia đình hòa hợp được gọi là hạnh phúc, và ta giúp người hạnh phúc đó là ta tạo lập giá trị rồi ta lan tỏa truyền ra. Em tạo lập giá trị song song với chất lượng cuộc sống. Sức khỏe thể chất là ưu tiên số một của con người. Sức khỏe tốt, nội tâm an vui, mối quan hệ tốt với con người. Ta chuyển giao cho con người có được sức khỏe người sắc, thân hình người mẫu,
và quảng bá tri thức tuyệt quý đây, đến với những người gần ta cần ta giúp đỡ, đến với người ân và biết trân trọng biết ơn, lúc đó ta đã trở thành cỗ máy công đức phước đức, đem ánh sáng bày sự giàu toàn diện thắp sáng cho muôn nhà. Ta thấu suốt bảy sự giàu toàn diện và ứng dụng nó trong cuộc sống, ta cứ thông dong đi thuận theo quy luật nhân quả nhân duyên. Đã có nguyên lý ánh sáng thì ta kích hoạt não ta mỗi ngày qua những bài học tâm đắc ngộ ra, có nghi vấn thuận chiều mong muốn và dòng tri thức, còn có ba hệ quy chiếu chuẩn để định hướng của đời ta, biết tín hiệu tam giác hiện thực, cấu trúc con người, công thức cội nguồn, làm chủ tài chính, làm chủ sức khỏe, làm chủ mối quan hệ, làm chủ nội tâm, trao đi giá trị, làm chủ cuộc đời cho mỗi người để làm chủ cuộc đời mình. Phải có tầm nhìn thấu suốt, thấu hiểu nhân sinh, bác ái lịnh chung đức hạnh thiên hạ, lục lộc đại thuận tư quân thành công, như thế mới gọi là sống xứng đáng một kiếp con người ta. Vậy là nghi vấn em rõ ràng rồi đó. Hay quá, em biết ơn anh. À, còn một điều anh nhắc nhở em đây. Lúc rảnh rảnh thì em ăn vui, còn làm thì làm bảy bố thí: nhan nhãn ngôn tâm thân phòng tọa thí. Xin anh giải thích bảy bố thí cho em rõ ạ. À, đơn giản nè, nhan thí là cho đi nụ cười, nhãn thí là cho đi ánh mắt yêu thương của con người và chứa đựng sự chuyển hóa của con người. Ngôn thí là cho đi sự vui vẻ, có hy vọng, niềm tin, trí tuệ. Khi ta giao tiếp buổi sơ giao, còn thân thiết thì hay khẳng định một việc gì đó. Phòng thí là cho đi lòng bao dung, thân thí là cho đi những hành động nhân ái, tâm thí là cho đi sự trân ơn con người. Tọa thí đơn giản em hiểu là em cho đi chỗ ngồi ngon quá, còn khi mở miệng ra là quảng bá nha. Quảng bá là sao vậy anh? À, quảng bá là em nhắc đi nhắc lại việc gì người khác làm cho mình, sự vật sự việc đem lại lợi ích cho mình với thái độ trân trọng biết ơn. Dạ. Còn suy nghĩ thì em suy nghĩ đến bảy sự giàu toàn diện nha. Dạ, em rất là biết ơn anh truyền đạt những lời cao nhân chỉ điểm. Giờ em nghe lời làm theo để đi đến bảy sự giàu toàn diện. Một lần nữa, em trân trọng biết ơn anh. Mưa lúc nào cũng có, cây nào có rễ thì thấm hút. Vì em có phước báo nên em nhận được. Không có anh thì cũng có người khác giúp em còn tốt hơn anh. Vì thời khắc này là thời khắc em được chuyển hóa mà. Vâng ạ. À, còn về vật chất, em phải thấu suốt 8 quan niệm chuẩn về tài chính. Em phải thuộc lòng nó để đưa nó vào nhận thức như một bức tranh đang có trong tâm trí. Dạ, em đang lắng nghe. Thứ nhất, tiền phóng chiếu nội tâm của con người. Hai, tiền giúp đạt cuộc sống mong muốn. Ba, tiền giúp bồi tăng những gì đang có. Bốn, tiền giúp tự do thời gian. Năm, tiền cần sinh lãi hoặc tạo giá trị. Sáu, tiền tụ về người có kế hoạch xài tiền có ý nghĩa. Bảy, số tiền bạn có được tỷ lệ thuận với số lượng và chất lượng con người bạn giúp đỡ. Tám, tiền đến từ con người
Ở đâu có con người, ở đó có tiền. Vốn của con người là con người. Dạ. Còn cách đơn giản nhất để vào toàn diện là em quảng bá, chuyển hiện thực để làm chủ nội tâm mình. Quảng bá chuyển hiện thực làm chủ nội tâm, giúp nâng cao giá trị cá nhân và nâng cấp mối quan hệ với con người. Quảng bá và chuyển hiện thực làm chủ nội tâm là sự nghiệp trường tồn qua thời gian. Đây là những lời mà cao nhân chỉ điểm cho anh để được vào toàn diện đơn giản. Dạ, em rất là biết ơn anh. Dạ, em xin hết ạ. À. Dứt cái bài. Hết sao mình nói chuyện tự nhiên nó không lên tiếng vậy, Dạ. nói hết cái rồi nó tắt mic luôn á, rồi nghe rồi đó. Dạ, Ok em nói cho con, tới khúc nào mà ok bị tắt mic vậy thầy? chị, hết rồi, nói hết, xin hết là tắt mic Dạ. Rất là biết rồi. ơn thầy, rất là biết ơn các Cảm ý ơn lắng quý nghe. nhà, Dạ, tâm đắc ngộ ra của mở em. cửa Dạ. đi em. Dạ. À, biết ơn Ní Nga. Chánh ơi em có đó không cưng? Dạ có em đây thầy. Cho anh đến âm nhạc tí ha. Dạ. Ok. Ai, chúng ta bữa nay sẽ tìm hiểu nội dung tiếp theo cả nhà. Hôm nay chúng ta sẽ có hai học phần. Học phần thứ nhất mà các anh chị tìm hiểu đó là học phần về giàu năng lực. Thuận duyên thời gian chúng ta sẽ nói qua một yếu tố về giàu vật chất luôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung giàu năng lực nha cả nhà. Anh chị giúp đỡ còn à. Trước khi mà chúng ta tìm hiểu về cái khái niệm về năng lực á, thì chúng ta có một cái khái niệm nó tên gọi là trưởng thành. Trưởng thành trước khi chúng ta tìm hiểu về từ năng lực thì chúng ta sẽ tìm hiểu về từ trưởng thành. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái khái niệm trưởng thành thì mọi việc chúng ta định hướng để trở nên giàu năng lực nó trở nên vô nghĩa. Tại vì khi nghe về từ từ trưởng thành, từ năng lực thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới cái chuyện là mình bồi dưỡng những kỹ năng, những cái tài năng này tài năng kia để chúng ta kỳ vọng chúng ta sẽ có được cái sự thành công. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái hiểu được cái khái niệm về trưởng thành, nếu chúng ta hiểu được một cái khái niệm trưởng thành thì chúng ta sẽ biết được con người chúng ta cần tập trung vô cái điều gì để trưởng thành và rèn luyện năng lực. Các anh chị hiểu ý Toàn vừa chia sẻ không cả nhà? Các anh chị nắm được cái ý Toàn vừa mới nói á. Toàn xin phép các anh chị Toàn Toàn nói lại. Toàn xin phép cái ha. Toàn xin phép Toàn nói lại cái ý này. Nó nghĩa là gì nè?
khi nhắc đến năng lực, thầy vừa nhắc đến năng lực thì nhận thức chúng ta về năng lực thì không sao cả nhà. Khi nhắc đến năng lực thì chúng ta nghĩ tới mình cần phải có cái gì, chúng ta nhắc đến năng lực nè, mình chỉ cần nói tới năng lực, trạng thái nội tâm nghĩ đến cái gì, mình nghĩ đến cái điều gì đầu tiên khi nhắc đến năng lực đó. Chúng ta tự vấn với bản thân của mình thử. Nhắc đến chuyên môn, nhắc đến năng lực thì chúng ta nghĩ đến chuyên môn nghề nghiệp của chúng ta, có phải không ạ? Chúng ta sẽ nghĩ ngay đến chuyên môn nghề nghiệp mà chúng ta hướng đến. Nhắc đến kỹ năng, nhắc đến năng lực, chúng ta nghĩ đến chúng ta cần phải có kỹ năng. Nhắc đến năng lực thì chúng ta nghĩ đến cái việc chúng ta làm việc kiểu sao, khả năng chúng ta làm việc. Vậy thì nhận thức chung của xã hội hiện nay nó đã định hướng cái nhận thức của con người năng lực vào cái việc làm việc là chính, đúng chưa? Nên làm cho con người định vị sai lệch về cái năng lực của bản thân một người. Toàn xin phép Toàn nói lại. Nhận thức chung của xã hội hiện tại nhắc đến năng lực là liên quan tới việc công việc là chính. Nên khi mà con người nâng cao năng lực của họ lên thì chủ yếu là họ tập trung chính vào cái công việc, làm việc, nghề nghiệp, chuyên môn, kỹ năng. Nhưng mà các chuyên gia giúp đỡ cho chúng ta, nếu mà chúng ta định vị về năng lực thì chúng ta thay đổi nhận thức đi về năng lực đi. Đầu tiên là chúng ta hiểu về một cái khái niệm trưởng thành của một con người cái đã. Khái niệm về trưởng thành của một con người thì trưởng thành với năng lực là hai khái niệm, nếu chúng ta xem nó là tương đồng với nhau thì làm cho chúng ta định vị lại bản thân mình cần bồi dưỡng những năng lực gì cần thiết, được không? Vậy thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu về một cái khái niệm về trưởng thành cái ha. Các anh chị tìm hiểu về khái niệm trưởng thành và khái niệm về năng lực. Chúng ta cùng anh chị ghi giúp Toàn trưởng thành. Trưởng thành, mục tiêu chúng ta tìm hiểu khái niệm này để có cái nhìn phổ quát hơn về việc một con người giàu năng lực là như thế nào nha cả nhà. Trưởng thành. Trưởng thành là trạng thái cảm nhận nội tâm rằng bản thân có quan niệm, quan hệ xã hội. Trưởng thành là trạng thái cảm nhận nội tâm rằng bản thân có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt hơn so với trước đây. Quan niệm quan hệ xã hội và chuyên môn vượt hơn so với trước đây. Rồi. Người trưởng thành bắt đầu mình đưa vô cái khái niệm người trưởng thành. Người trưởng thành là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ. Người trưởng thành là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ. Người trưởng thành là người có quan niệm, quan hệ xã hội
và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ. Được chưa? Rồi, anh chị ghi tiếp theo ha. Người giàu năng lực, người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người. Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người. Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người. Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người, có nghĩa là cái khái niệm giàu năng lực với trưởng thành hơn người là chúng ta cùng chung một cái khái niệm. Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người. Người giàu phẩm chất hay còn gọi là người có phẩm chất ưu tú. Người giàu tâm thắc, người giàu nhân cách hay còn gọi là người có nhân cách kiện toàn. Chúng ta cần hiểu cái khái niệm. Rồi, người giàu năng lực, người hay còn gọi là người trưởng thành hơn người, được ha. Là người có quan niệm, là người có quan niệm, là người có quan niệm quan hệ xã hội, là người có quan niệm quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ, vượt xa so với độ tuổi của họ. Phải đồng thời quan niệm quan hệ xã hội và chuyên môn, đồng thời quan niệm quan hệ xã hội và chuyên môn tiệm cận đến độ tuổi, tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Tất cả những điều này Toàn sẽ giải thích chi tiết cho các anh chị. Toàn xin phép Toàn đọc lại. Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ. Đồng thời, quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn tiệm cận đến độ tuổi người thành công của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Toàn xin phép chút xíu giải thích chi tiết cho các anh chị. Được không? Toàn xin phép sẽ giải thích chi tiết cho các anh chị. Nhưng mà Toàn, các anh chị dò bài lại giúp Toàn cái. Nè. Người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người là người có quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa do với độ tuổi của họ. Đồng thời, quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội công nhận. Rồi, bắt đầu Toàn xin phép giải thích nha. Vậy thì nếu nói về năng lực thì chúng ta có thể mơ hồ về việc chúng ta chỉ có tập trung vô chuyên môn thôi. Nhưng nếu nói về sự trưởng thành thì con người cần trưởng thành hơn trong quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn. Vậy thì chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này là cả nhà. Quan niệm với quan hệ xã hội và chuyên môn là người ta trưởng thành trong làm người. Chỉ là quan niệm và quan hệ xã hội là trưởng thành trong làm người. Còn đối với chuyên môn là làm việc. Được không ạ? À? Và các chuyên gia họ cho chúng ta một cái tỷ lệ qua quá trình khảo sát sự đóng góp vào thành công của một con người á, tại vì trưởng thành theo đuổi sự thành công chưa chắc thành công, nhưng mà theo đuổi sự trưởng thành chắc chắn thành công. Vậy thì trưởng thành nó sẽ đóng góp vào thành công,
Vậy thì trong năng lực của con người nó sẽ đóng góp vào thành công của người đó. Thì trong đó là năng lực làm người và năng lực làm việc. Vậy thì từ giờ trở đi chúng ta chia ra, chúng ta nhớ năng lực thì không phải chỉ có làm việc không mà có năng lực làm người nữa. Mà làm người thì làm người có cái quan niệm và làm người có cái quan hệ xã hội. Hiểu một cách đơn giản về quan niệm các anh chị nhớ đơn giản thôi, đó là trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất. Nếu chúng ta chuẩn hết những cái đó, chúng ta làm giàu cả cái đó là coi như cái làm người của chúng ta đã xong về cái quan niệm. Rồi sau đó chúng ta mới ứng dụng cái đó kết giao và phát triển mối quan hệ xã hội thì chúng ta sẽ hoàn thiện được cái năng lực làm người. Vậy thì trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất là nền tảng cho chúng ta năng lực làm người. Sau đó nó cũng là nền tảng cho chúng ta làm việc. Thì các cao nhân chỉ điểm, các chuyên gia chỉ điểm cho chúng ta làm việc á, đóng góp vào 20% thành công của một sự trưởng thành của một con người và đi đến thành công á, quan hệ xã hội đóng góp 40% và quan niệm thì đóng góp 40%. Việc chúng ta làm giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất để chúng ta kết giao được mối quan hệ xã hội có chiều sâu và chiều rộng, chất lượng, sau đó cộng với năng lực làm việc nữa thì cái đó là sự trưởng thành của con người của chúng ta. Được không? Các anh chị nắm được cái ý này không? Sau khi có nhận thức này chúng ta sẽ đơn giản để chúng ta trưởng thành và cũng có đơn giản để nâng cao năng lực. Còn nếu không thôi, tối ngày tập trung vô làm việc thôi. Tại sao? Minh chứng xã hội hiện tại nó như thế này. Các anh chị giúp đỡ Toàn vẽ ra một cái khung thời gian. Toàn xin phép là Toàn đặt từ 0 tuổi ở đây tới 30 tuổi. Đối với bối cảnh xã hội hiện tại á thì từ 0 tuổi đến 30 tuổi nè. Có ai có để ý là đa phần chúng ta tập trung vào chuyên môn không? Người ở dưới tuổi 30 họ tập trung vào việc họ phát triển năng lực chuyên môn và đại diện cho việc giỏi chuyên môn là thành công. Có ai cảm nhận cái này không? Chính bản thân mình trong quá khứ có phải giai đoạn này mình tập trung không? Cả nhà có ai để ý cái giai đoạn này của cuộc đời thì mình thường hay tập trung vào chuyên môn không? Có quan sát xã hội hiện tại không? Vậy thì đố các anh chị, tại sao có rất là nhiều mà bạn trẻ sinh viên, những bạn trẻ nhỏ 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 mà bạn chưa học vào học nhiều cái môn nội tâm này, đố các anh chị, đố các anh chị tại sao họ vẫn chưa tập trung vào học cái môn nội tâm này, đố các anh chị, chưa ra trường, chưa đi làm nhiều năm, chưa hiểu được cái môn nội tâm của chúng ta. Bởi vì môn nội tâm của chúng ta vào đây chúng ta hướng dẫn phát triển trưởng thành trong cái việc làm, trưởng thành trong cái việc làm người. Còn tư duy của mấy bạn đang trong giai đoạn này thì sao? Đang đang muốn làm việc nên là những gì chúng ta nghe nói ô, thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Họ nói không học. Các anh chị có ép gì cũng giả bộ ép vui chơi giải trí. Còn chỉ có hàng ngàn trẻ, hàng ngàn bạn nhỏ đó thì chỉ có một khoảng cỡ vài bạn ý thức được rằng làm người là quan trọng thì bạn mới bắt đầu thấy môn nội tâm quan trọng quá, quan trọng quá. Hoặc bạn nào đó muốn thành công nhưng mà không có năng lực nào hết nên kiếm đại cái gì đó học vô, nhưng nếu không thòi không phát triển được, tại vì xét đi xét lại mình không có năng lực gì. Còn tất cả các bạn nào có năng lực họ đều xem thường cái môn nội tâm này trước tiên hết. Các anh chị hiểu không ta? Anh chị hiểu ý tao nói không? Nên á, là ai mà có năng lực chút xíu dưới tuổi 30 thì hầu như chỉ có là sất bất sang bang trong cuộc đời, sau đó kiếm tiền rồi mất mất trắng, rồi cái kiếm tiền xong không đủ không biết xài làm gì nữa thì mới có thể đi kiếm môn này môn kia học để coi bù đắp lại thôi. Còn ai mà giỏi giỏi chút xíu năng lực làm việc thì hầu như cũng không dòm ngó tới mấy cái môn này, tại vì họ chưa ý thức được năng lực chính là năng lực làm người và năng lực làm việc. Và năng lực của con người nó có vòng tuần hoàn chứ nó không phải là đơn giản đâu nghe.
nó có vòng tuần hoàn nha. Ở đây toàn xin phép các anh chị, toàn ghi từ năng lực, nó có vòng tuần hoàn nha. Nè, quan hệ xã hội của con người theo các anh chị ảnh hưởng rất lớn đến chuyên môn nghề nghiệp của người đó không? Theo các anh chị, quan hệ xã hội của một người, nếu mà người đó có kết giao mối quan hệ xã hội tốt với người trong ngành, thì thay vì bỏ ra 10 năm, 20 năm nghiên cứu, thì trong một tích tắc 6 tháng người ta lấy hết những tâm tinh túy, những cái gì đó người ta chuyển giao là được. Các anh chị hiểu ý này không? Người ta chuyển giao cái nó nhanh muốn chết. Trời ơi, người đi quan hệ xã hội chất lượng, cái một chuyển giao trong ngành biết bao nhiêu. Giống như giờ các anh chị học cái này, kết nối mối quan hệ xã hội bằng cách vào mentor, master, có phải là mấy mươi năm nghiên cứu của Toàn cộng với bao nhiêu trăm năm nghiên cứu của các thế hệ trước, cuối cùng cái đổi mối quan hệ tích tắc, cái chuyển giao các anh chị trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm trong có 6 tháng, 8 tháng. Ôi trời ơi, ngon không? Ê, đổi mối quan hệ thôi, thái độ mong muốn học tập thôi, tặng học bổng mà, chứ đâu phải dùng tiền để mua cái này. Hiểu này. Vậy thì sao ạ? Nó nhanh quá nhanh, nhanh đến mức không thể hình dung. Khi mối quan hệ xã hội chất lượng, người ta cầm tay chỉ việc chuyển giao là xong. Còn nếu mà làm việc mà lại thiếu chất lượng mối quan hệ xã hội thì nó kém đi. Và thông qua công việc các anh chị à, thông qua công việc các anh chị đổi lại mối quan hệ xã hội á, giống như Toàn, Toàn lấy cái môn sức khỏe, cái môn nội tâm của mình, chuyên môn Toàn có, sau đó Toàn tạo lập giá trị, thì thông qua đó mình đổi mối quan hệ xã hội chất lượng với con người trên toàn cầu. Có phải từ từ một số anh chị là mentor, master, một số anh chị là học viên của nội tâm, có phải Toàn nhờ Toàn có chuyên môn về lĩnh vực nội tâm, có phải các anh chị đã kết nối với Toàn không, và Toàn có cơ hội để làm quen với các anh chị, và khi đó chất lượng mối quan hệ của Toàn sẽ nâng lên rất cao dựa trên việc Toàn Toàn có chuyên môn. Các anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ. Nếu mà chuyên môn của Toàn thuộc top đầu thế giới nữa thì các anh chị nghĩ sao? Các anh chị, nếu chúng ta có chuyên môn thuộc top đầu thế giới về lĩnh vực nào đó mà chúng ta đang làm thì các anh chị nghĩ sao? Cả nhà, nếu chuyên môn của chúng ta thuộc top đầu thế giới về lĩnh vực đang làm, mà lĩnh vực đó nhu cầu xã hội lại cao, mà đặc biệt nhu cầu những con người giàu có, những con người địa vị xã hội tốt cao mà họ cần, thì theo các anh chị đổi được chất lượng mối quan hệ xã hội chất lượng cao không? Vậy thì Toàn báo với các anh chị bí mật, hứa đừng có nói ai nghe, cái này là bí mật giữ nghe. Đó là cái môn tư vấn huấn luyện nội tâm, là một cái môn nhu cầu xã hội siêu cao trên toàn cầu, và những con người top đầu của thế giới này họ có mưu cầu này, họ có nhu cầu này. Ai ở đây cảm nhận một con người có thành tựu cỡ nào đi nữa, họ cũng cần giải quyết vấn đề nội tâm, vấn đề hôn nhân, vấn đề sức khỏe của bản thân họ không ạ? Nên việc các anh chị phát triển chuyên môn, ngoài cái việc công việc các anh chị làm, phát triển thêm một cái chuyên môn là chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, thì các anh chị có đủ tư cách để kết giao mối quan hệ xã hội cho với mối quan hệ xã hội nào trên toàn cầu. Các anh chị là một công ty, các anh chị được quyền tư cách kết giao với chủ tập đoàn, các anh chị được quyền cố vấn cho những người có vị thế rất lớn trong xã hội về việc các anh chị đã có nội tâm an vui sao, trí tuệ tâm thái nhân cách phẩm chất thế nào, sức khỏe các anh chị ra sao, thể chất thế nào. Thì khi đó các anh chị sẽ hiểu là một cộng một, cái nghề này, cái môn này một cộng một nội trợ nè, các anh chị là nội trợ, các anh chị là các chị nội trợ, chồng của mình làm việc tại một cái cơ quan nào đó, các anh chị là một người nội trợ, là một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, thuận duyên có một đợt nào đó fitness, hay là một cái đợt nào đó đi chơi với gia đình của sếp, gia đình của nhiều con người nổi tiếng, cái thuận duyên các anh chị nói về kiến thức nội tâm để cho những người nội trợ khác trong gia đình đó, người ta thay đổi nội tâm, nhận thức hạnh phúc tự thân, có được cái tâm thái an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn hơn,
Có phải tự nhiên thông qua cái chuyên môn đó, vị thế của gia đình của các anh chị trong mắt của những người lãnh đạo đó phát triển không? Sau đó có phải nâng đỡ chồng mình lên một tầm cao mới là bởi vì ê, có một người phụ nữ tuyệt vời như vậy trong gia đình đó hả? Sao có thể có được người như vậy vậy? Chỉ cho vợ anh với. Hiểu ý này không ta? Các anh chị. Các anh chị hiểu ý không? Nên Toàn rất là thích cái môn này. Các anh chị hãy cho Toàn một cái cơ hội trợ duyên cho các anh chị. Biến tất cả những người nội trợ, những người rảnh nhất của đất nước Việt Nam chúng ta và trên toàn cầu. Những người tài năng quá thì Toàn không có nói. Hưu trí, những người rảnh nhất không có chuyện gì làm, chỉ có rảnh ở nhà chăm sóc thôi. Vui chơi giải trí, các anh chị thêm một môn tư vấn huấn luyện nội tâm này cho Toàn. Và biến tất cả những người bình thường nhất của đất nước mình là từ những người làm việc bình thường rảnh không có gì làm, hưu trí, là nâng giá trị lên một tầm cao mới hết, thì lúc đó mấy ông á mà ông đang làm nhiều điều cho xã hội á, mấy ông phải suy xét lại, trời ơi nhận thức của tôi còn không bằng những con người vậy nữa, thì những người làm lớn trong đất nước này phải thay đổi nhận thức toàn bộ. Các anh chị cho Toàn cái cơ hội trợ duyên đó đi, Toàn sẽ bồi dưỡng ra cho các anh chị hàng vạn con người có khả năng tư vấn huấn luyện nội tâm rất là đơn giản, chỉ cần các anh chị học tập có chuyển hóa, ham thích chuyển hóa. Nên không phải Toàn mưu cầu cần các anh chị vĩ đại như thế nào để vào đây, Toàn cần các anh chị thật sự có mong muốn trưởng thành. Được không? Cả nhà. Vậy thì mình bồi dưỡng thêm một môn gì? Trở thành tư vấn huấn luyện nội tâm. Làm nghề gì Toàn không quan tâm, các anh chị cứ giữ nguyên cái nghề đó, sau đó thêm tư vấn huấn luyện nội tâm nữa, thì các anh chị sẽ thấy giá trị của nghề các anh chị được nâng lên một tầm cao mới. Ai cũng như ai đều có thể. Được không? Ai có ai cười có thể phát triển được. Được không? Được hen. Đó. Vậy thì chuyên môn đổi được mối quan hệ xã hội không? Đổi được. Mối quan hệ xã hội của con người giúp cho họ chuẩn hơn về quan niệm. Tại vì chỉ cần kết giao mối quan hệ xã hội tốt thì có những con người ta cho chúng ta phát triển thêm quan niệm. Minh chứng nè. Nhân mạch của chúng ta giới thiệu chúng ta vào đây. Nếu các anh chị có mối quan hệ xã hội tốt với nhân mạch đó, họ học trước chương trình, sau đó có phải họ giúp cho chúng ta phát triển thêm quan niệm không? Có phải phát triển thêm quan niệm không? Nhân mạch giúp đỡ chúng ta nè, giới thiệu chúng ta vào đây nè, kết nối chúng ta, có phải làm cho chúng ta trưởng thành phát triển thêm quan niệm không? Nên là chơi với mối quan hệ xã hội chất lượng với những con người chất lượng nữa. Những con người có được có hệ thống quan niệm chuẩn, họ cho chúng ta quan niệm về tài chính, quan niệm hôn nhân gia đình, quan niệm sức khỏe, quan niệm nội tâm. Họ cho chúng ta nhiều cái giá trị nữa để làm sao cho chúng ta phát triển được cái hệ thống quan niệm của chúng ta lên. Được không? Nhưng mà đặc biệt người có quan niệm chuẩn á, đơn giản để kết giao mối quan hệ xã hội. Một con người có một quan niệm chuẩn về sức khỏe, có quan niệm chuẩn về tài chính, có quan niệm chuẩn về mối quan hệ xã hội, có quan niệm chuẩn về cái nội tâm, đặc biệt là người có một cái làm giàu được trí tuệ nè, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, thì đơn giản kết giao mối quan hệ xã hội và mối quan hệ xã hội rất là chất lượng. Còn nếu người nào có quan niệm chuẩn về có giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất thì việc chuyên môn của học 3 giây, chuyên môn của họ học 3 giây. Họ rất nhanh các mọi loại chuyên môn, tâm thái an vui, trân trọng biết ơn trong quá trình học, bao dung cho con người khi học tập, thì tự nhiên học bất kỳ cái gì về chuyên môn cũng nhanh hơn người bình thường gấp nhiều lần. Đó là đặc điểm của người có quan niệm chuẩn. Khi một con người đã thấu suốt được quan niệm về nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính thì mọi cái học tập của họ là họ mở ra một khung trời mới về học tập, và họ đã thay đổi toàn bộ cái nhận thức của họ về nghề nghiệp, và tầm nhìn của họ rất phổ quát về nghề nghiệp,
và không phải ngồi đó mà họ phiến diện về cái việc họ đang làm cái nghề đó không, mà họ có tầm nhìn rất là mạnh, phổ quát và có chiều sâu về nghề. Nên việc một con người có quan niệm chuẩn, phát triển rất tốt về lĩnh vực chuyên môn mà họ đang theo đuổi. Nắm ý này không ạ? À? Được không? Các anh chị hiểu ý này không? Nhanh lắm, các anh chị thấy nhanh lắm. Minh chứng là cộng đồng chúng ta hiện tại toàn đang đẩy năng lực dần dần lên. Thì việc năng lực làm người thì chúng ta đã đẩy tới hết mentor năm này là đẩy xong năng lực làm người. Bên cạnh đó làm thêm cái năng lực làm việc. Cái bắt đầu là gì? Bồi dưỡng thêm tiếng Anh, bồi dưỡng thêm tư duy, bồi dưỡng thêm nhiều cái nữa. Và đợt này chúng ta sẽ bồi dưỡng rất là nhiều cái thêm cho mentor năm. Là bởi vì chúng ta đã đẩy tới cái thời điểm này chúng ta đã phát triển tới mức là chuẩn bị bồi dưỡng thêm cho các anh chị. Mentor tư thì chúng ta đã bồi dưỡng hoàn thiện cái nhân cách. Tới mentor năm là chúng ta sẽ đẩy lên bồi dưỡng phẩm chất toàn diện cho mentor năm. Được chưa? Sau đó chúng ta mới đẩy lên bồi dưỡng về năng lực thì toàn bước đầu tiên, và năng lực mentor 6 là full full hết tất cả những cái sự trưởng thành là đầy đủ hết đầy đủ hết tất cả những cái này, hiểu ý này ha? Được ha? Vậy thì nhưng mà chuyên môn nghề nghiệp của con người nó cũng giúp đỡ cho họ trưởng thành phát triển hơn cái quan niệm của họ thông qua cái chuyên môn nghề nghiệp, bám trụ vào một công cụ tạo lập giá trị thì tự khắc con người tích lũy được cái phước báo. Mà khi phước báo của con người mà tích lũy, nếu mà chúng ta bám trụ chắc vào công cụ tạo lập giá trị, đặc biệt là chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, thì ngoài phước đức các anh chị còn tích được công đức nữa, thì các anh chị phát triển hệ thống quan niệm nó còn mạnh mẽ hơn và chuẩn hơn. Nên nghề nghiệp của con người mà làm thỏa được cái lâu lớn lành, thuận được cái tam giác giới, và làm sao sản phẩm dịch vụ có thể tích được phước báo, tạo ra phước báo cho con người, tích lũy được, thì tự nhiên qua thời gian đầu óc ngày càng sáng hơn, con người ngày càng sao phát triển hơn hệ thống quan niệm. Đặc biệt là bám trụ vào chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm nữa thì giúp cho tất cả các anh chị có công đức, thì khi có công đức thì đầu óc sáng lên thì con người ngày càng phát triển về hệ thống quan niệm. Được không? Các anh chị nắm được cái ý này không? Nên là mentor năm này chúng ta sẽ đẩy hoàn toàn phẩm chất lên, sau đó sức khỏe các anh chị toàn diện lên thì bắt đầu nhấp nhé lên, sau đó tới mentor 6 là năng lực của các anh chị đủ đầy hết luôn á. Mentor 6 là một mentor nếu phù hợp toàn sẽ đóng lại toàn bộ mentor luôn sau khi đào tạo mentor 6. Tại vì mentor 6 chúng ta tuyển là 10.000 mentor. Mentor 6 toàn sẽ tuyển 10.000 người. Và mentor 6 là mentor cuối cùng. Nếu đủ số lượng 10.000 mentor là chúng ta đóng lại toàn bộ mentor 6. Mentor 6 là mentor kết thúc của mentor. Mentor 6 là mentor kết thúc của mentor, tuyển một lần 10.000 người học tập. Còn mentor 5 thì ngàn mấy người thì đang chuẩn bị học rồi, và master đang học tập. Thì mentor 6 là một đợt mentor chúng ta kết thúc. Tại vì toàn chỉ có dự án này chỉ đúng đào tạo ra 10.000 mentor nội tâm thôi. Các anh chị muốn học đọc cái gì thì trong tương lai các anh chị học mentor thể chất, mentor tâm vi dung, nhà giáo dục gia đình, chứ toàn không đào tạo cho các anh chị trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm nữa. Nội dung học tập có thể là có thể tương tự một phần nào đó, nhưng định vị về lao động của xã hội và định vị thị trường thì các anh chị nhớ toàn bồi dưỡng ra 10.000 mentor thôi, và toàn chắt lọc lại tầm 500 đến 1.000 master, thì tầm khoảng 500 master thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm vô viết đào tạo. Thì song song đó toàn sẽ bồi dưỡng cho các anh chị, đó là gì? Những anh chị master đủ tư cách đào tạo mentor thì các anh chị có thể học tập lại từ họ để các anh chị trở thành nhà tư vấn huấn luyện nội tâm, nhưng mà toàn không trực tiếp đào tạo các anh chị nữa. Toàn kết thúc cái đào tạo khi kết thúc cái chương trình của Mentor 6 khi đủ số lượng 10.000 người. Được không? Các anh chị hiểu ý của toàn đang làm không ạ? À?
Đó là các anh chị mentor đủ tư cách master, đủ tư cách đào tạo mentor. Tới đây thì chuẩn bị xong cái đợt này thì Toàn bồi dưỡng cho 100. Toàn đang chưa thông báo cho các anh chị master 1, master 2. Thì Toàn sẽ thông báo Toàn tuyển dụng đúng 100 người vào một lộ trình đủ tư cách đào tạo mentor trong vòng 8 tháng. Thì họ sẽ được cấp chứng nhận đủ tư cách đào tạo mentor. Sau đó họ phối hợp cùng với Toàn, cùng với Master 3 vừa tốt nghiệp đợt sau, bám sát cùng với các anh chị để đào tạo mentor 6, cùng một lúc chúng ta đào tạo 10.000 mentor. Các anh chị hiểu cái lộ trình của chúng ta chưa? Sau đó Toàn mới bồi dưỡng thêm cho các anh chị Master 3, song song bám sát lộ trình mentor đó là hoàn thiện luôn để trở thành đủ tư cách đào tạo mentor. Thì chúng ta sẽ có khoảng 500 con người giống như Toàn như thế này, được có khả năng đào tạo được mentor, và họ có khả năng làm lớp nội tâm trên toàn cầu, và họ đào tạo ra mentor. Thì chúng ta sẽ tour ra trên thế giới này, và Toàn sẽ không đảm đương vai trò đào tạo những chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm nữa. Thì Toàn xin phép các anh chị, Toàn sẽ tập trung vào đào tạo 100.000 doanh nhân lấy triết lý giáo dục tận gốc vào kinh doanh, 100.000 người trong doanh chủ doanh nhân để lấy triết lý giáo dục tận gốc vào kinh doanh trong 10 năm. Sau đó sau 10 năm thì Toàn bye bye các anh chị, Toàn tập trung quay trở ngược lại con cái của doanh chủ đó cộng với con cái của mentor master để chúng ta bồi dưỡng thế hệ sau, và các anh chị sẽ thấy Toàn trong cái giai đoạn như vậy đó. Báo trước cho các anh chị để chúng ta có gặp mặt không gặp mặt nhau, nhưng mà lớp nội tâm như thế này thì Toàn xin phép các anh chị Toàn vẫn duy trì, Toàn vẫn nói chuyện. Các anh chị muốn học mentor gì đó thì các anh chị sẽ học với các mentor master. Toàn sẽ duy trì cái lớp nội tâm này để hỗ trợ cho cộng đồng nói chung trên toàn cầu. Trong vòng khoảng có 12 năm nữa thì Toàn vẫn còn làm lớp học này xuyên suốt để hỗ trợ cho các anh chị. Các anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ. Tại vì cái cuối cùng thì Toàn cũng phải đi vào lộ trình của trẻ em, các con của các anh chị á. Thế hệ của đất nước là nằm ở con. Chút xíu Toàn nói về sự trưởng thành, Toàn các anh chị sẽ thấy tại sao Toàn đặt ý này. Toàn nói liền ngay tức khắc luôn nè. Nói liền luôn ha. Đây. Nói liền luôn là các anh chị hiểu tại sao chúng ta có kế hoạch đó. Nó đơn giản lắm. Vậy thì từ 0 tuổi, 30 tuổi, con người tập trung hầu như vào làm việc là chính. Nhưng mà họ quên một điều là sau khi làm thành công công việc rồi, có tiền, có cuộc sống rồi, tự nhiên cũng không có thỏa mãn cái nội tâm của con người. Và có những con người rất là giỏi về chuyên môn thì cũng sao ạ? À? Cũng cảm thấy sao ạ? À? Cũng cảm thấy sao? Nó hình như cũng chưa có ok gì đó. Thì bắt đầu qua tới 30 tuổi đến 40 tuổi. Giai đoạn này rất dài, nhưng Toàn xin phép các anh chị Toàn vẽ ngắn đây, tới 40 có 10 năm nhưng mà nó rất dài. Dài ở đây là lúc này ông mới ý thức được mối quan hệ xã hội giữa con người mới quan trọng. Và bắt đầu gì? Tập trung đầu tư chất lượng mối quan hệ xã hội chất lượng, và hiểu như thế nào là có người dẫn dắt, có người kết nối, có quý nhân hỗ trợ, có người chỉ điểm là quan trọng, có người tương trợ, có người chỉ điểm, có người kết nối, có người giúp đỡ, có người dạy, có người chỉ dẫn cho chúng ta cách tư duy, có người khai mở cho chúng ta, có người dẫn dắt. Thì lúc đó rất là quan trọng đối với đời người đó. Nó có những thuật ngữ như sau nè, là sau khi tới giai đoạn từ 30 trở đi thì mới hiểu được khái niệm nè, như thế nào là chỉ điểm nè. Có sự chỉ điểm là quan trọng, nhiều khi có chuyện chỉ điểm cực kỳ quan trọng với đời người đó. Sau đó mới nhận thức được rằng có được cái gì ạ? À? Có được giúp đỡ là rất quan trọng, dù mình giỏi như thế nào, nếu mà thiếu sự giúp đỡ của con người thì mình cũng không có bệ phóng, không có bước đi được, đúng không? Rồi sau đó mới nhận thấy được có người kết nối còn siêu quan trọng. Tất cả những cái gì mình có được ngày hôm nay đều do sự kết nối. Nếu có sự kết nối nhanh gọn dứt điểm chất lượng thì những gì mình muốn làm cũng rất là nhanh. Đó. Sau đó rồi về còn hiểu được có cái người tương trợ nó còn quan trọng nữa, có nghĩa là những giây phút á
là không cần họ làm điều gì cho chúng ta, họ chỉ cần ở bên cạnh chúng ta thôi là còn quan trọng nữa. Rồi có người là gì? Có người gánh vác. Thôi ôi, lúc đó mới phát hiện ra có người gánh vác công việc của mình, những cái việc mình làm, mình phát triển cuộc sống ngoài xã hội, nhưng gia đình của mình ai gánh vác? Công việc khác ai gánh vác? Cùng một lúc 10 dự án, người nào gánh vác đây? Thì lúc đó mới phát hiện ra đối nhân xử thế không phù hợp với con người, không ai gánh vác. Mà sự gánh vác đó đổi được bằng tiền, không có bền vững được trong quá trình gánh vác. Nên cuối cùng mới phát hiện ra có người gánh vác cực kỳ quan trọng. Sau đó nữa thì sao? Họ phát hiện ra có người dẫn dắt. Có dẫn dắt thì mới quan trọng. Dẫn dắt cực kỳ quan trọng. Dẫn dắt cực kỳ quan trọng. Quan trọng để dẫn dắt. Rồi sau đó tuổi từ 40 đến 50, chỗ này 50 tuổi thì mới phát hiện ra có người cho mình đạo lý còn quan trọng hơn nữa. Có con người cho mình đạo lý còn quan trọng hơn. Sau đó sao à? Có con người cho mình tư duy để làm sao có được cái hướng đi nhanh nhất, nhanh gọn dứt điểm hỗ trợ. Rồi sau đó có người cho mình cái gì? Cho khai mở cho mình trí tuệ. Khai mở trí tuệ thì còn cực kỳ quan trọng nữa ở cuối đời. Là sau đó thì mới phát hiện ra gì à? 30 đến 40 tuổi thì đánh giá cao con người chỉ điểm, con người giúp đỡ, kết nối, tương trợ, gánh vác, dẫn dắt. Tới 40 tới 50 tuổi thì lúc đó hệ thống quan niệm mới phát triển. Ở đây nè, ý thức được quan hệ xã hội quan trọng nè. Sau đó 40 đến 50, ý thức được quan niệm quan trọng. Đến cuối cùng người khai mở trí tuệ cho mình quan trọng, cho mình tư duy đúng quan trọng, cho mình đạo lý là quan trọng. Cuối cùng mới phát hiện ra cả đời người tới từ 30 tuổi trở lên mới hiểu hết được cái như này. Thì lúc đó mới xác định được cuộc đời của mình cần cao nhân chỉ điểm. Cả nhà ơi, cuộc đời của mình cần cao nhân chỉ điểm. Cuộc đời của mình cần quý nhân giúp đỡ. Cuộc đời của mình cần nhân mạch kết nối. Cuộc đời của mình cần thần tài tương trợ. Cuộc đời của mình cần nhân tài gánh vác. Cuộc đời của mình cần minh sư dẫn dắt. Minh sư dẫn dắt. Cuộc đời của mình cần thầy cô cho mình đạo lý. Cuộc đời của mình cần chuyên gia cho mình tư duy. Cuộc đời của mình cần thiện tri thức khai mở trí tuệ cho chúng ta. Và khi từ tuổi 30 trở lên, con người mới bắt đầu hiểu được khái niệm này. Bắt đầu từ tuổi 30 mới hiểu. Còn bây giờ tuổi dưới tuổi 30 á, chưa trưởng thành đó nghe. Đang nói chưa trưởng thành nghe. Hơn người nghe. Thì gặp cao nhân cũng không biết đó là cao nhân. Gặp quý nhân á, thì xem thường quý nhân. Người ta giúp đỡ mình cũng không để ý. Gặp nhân mạch kết nối mình cũng không biết cách đối đãi. Thần tài tương trợ mình tưởng đâu người ta lợi, người ta làm điều gì với mình. Nhân tài gánh vác thì ai có tài năng chút xíu thì tài năng hơn mình thì mình bực bội, tài năng dưới mình thì mình xem thường. Còn gặp minh sư thì cô không có biết để nhờ dẫn dắt, và không có ai chịu dẫn dắt mình hết. Thầy cô nói đạo lý thì nói thôi nói hoài, còn tư duy của chuyên gia nghĩ mình luôn đúng, và người ta khai mở trí tuệ thì mình lại mù mờ. Cuối cùng cái kết quả dưới tuổi 30 nếu không khéo trưởng thành thì con người sẽ không trưởng thành được. Hiểu này không ta? Các anh chị hiểu giai đoạn cuộc đời của con người mới nhận thức được những chữ này không? Nè nhớ nè, đời người sau tuổi 30 thì từ từ nhận thức làm cái gì cũng cần có sự chỉ điểm. Có ai cảm nhận được đời mình thật sự ai đang qua tuổi 30 rồi? Nếu có sự chỉ điểm nè, đọc ngàn vạn quyển sách không bằng đi một dặm đường, đi ngàn dặm đường không bằng một người chỉ điểm, và ngàn người chỉ điểm không bằng một minh sư dẫn dắt. Tại vì cái con người mình xong rồi mình mới hiểu là gì, hiểu là chỉ có người chỉ điểm thì nó mới nhanh. Rồi nè, làm cái gì mà thiếu người giúp đỡ thì nói thật ra cuộc đời của mình làm sao à, nó khó khó hiểu hả? Đừng có hiểu.
Tại vì học phần chính dạng người nhận dạng thu hút đối đãi và trở thành là một học phần. Các anh chị phải tự đi tìm mà học. Có những cái mentor master họ đã nói những chủ đề này rồi. Các anh chị tìm giúp đỡ Toàn để học chính dạng người này. Họ là ai, nhận dạng sao, đối đãi họ thế nào và trở thành sao. Còn các anh chị chỉ ngày hôm nay chỉ nhớ được một điều. Đó là khi tuổi tác của con người càng lớn lên, dưới tuổi 30, lên tuổi 40, tuổi 50 trở lên, nếu không khéo chúng ta sẽ không có nhận thức về sự trưởng thành toàn diện giữa quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn. Không cần hiểu nhiều, chỉ cần nhớ một điều thôi. Có một giây phút cuộc đời tuổi càng lớn, mình nhận thấy được tầm quan trọng của người chỉ điểm không? Tôi hỏi các anh chị. Các anh chị, ai ở đây cảm nhận có người chỉ điểm là có người quan trọng, rất quan trọng đối với cuộc đời chúng ta khi chúng ta làm điều gì không? Cái thứ hai, được người giúp đỡ thì các anh chị nghĩ sao? Được người giúp đỡ thì nghĩ sao cả nhà? Được người giúp đỡ khác à? Rồi cái thứ ba, có sự kết nối của con người, có phải mọi cái chúng ta nhanh chóng không? Rồi, có người tương trợ chúng ta khi chúng ta bên cạnh chúng ta lúc nào cũng đứng sau chúng ta, giúp đỡ, đồng hành chúng ta để giúp chúng ta đi về phía trước. Có người gánh vác công việc cho chúng ta thì ngồi và có làm gì mà không có người gánh vác. Hiện nay có rất nhiều người nhiều tiền nhưng mà không có người gánh vác cái công việc của họ. Rồi, có minh sư dẫn dắt thì sao? Có thầy cô cho chúng ta đạo lý khi chúng ta cần. Có chuyên gia cho chúng ta tư duy và có thiện đại tri thức cho chúng khai mở trí tuệ cho chúng ta. Nếu chúng ta có chín dạng người này bên cạnh trong cuộc đời thì các anh chị nghĩ sao? Mà nhận thức này á nó sẽ tự có khi con người theo đuổi sự trưởng thành từ tuổi 30 trở lên. Còn nếu ai dưới tuổi 30 mà đã có nhận thức này sớm thì sao? Có nghĩa là gì? Họ đã có nhận thức sớm hơn tuổi. Được không ạ? À? Các anh chị nắm này. Các anh chị nắm ý này không? Rồi. Vậy thì bắt đầu mình mới phân tích nè. Người trưởng thành hơn người. Các anh chị đọc lại giúp Toàn. Các anh chị đọc lại giúp Toàn. Các anh chị đọc lại giúp Toàn. Người trưởng thành hơn người đi. Anh chị đọc lại giúp Toàn người trưởng thành hơn người. Các anh chị đọc lại giúp Toàn cái người trưởng thành hơn người đi. Người trưởng thành hơn người. Người trưởng thành hơn người. Chúng ta là người giàu năng lực hay còn gọi là người trưởng thành hơn người. Là người có quan niệm, quan hệ xã hội vượt xa so với độ tuổi của họ. Đồng thời quan niệm quan hệ xã hội, quan niệm quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi của họ. Đồng thời quan niệm quan hệ xã hội và chuyên môn tiệm cận đến độ tuổi của người thành công mà bối cảnh xã hội quy định. Bối cảnh xã hội hiện nay quy định là tuổi 50 trở lên. Các anh chị cứ hình dung gì nè. Hiện nay các anh chị thấy những con người chín chắn hiện nay nè. Các anh chị thấy đất nước Việt Nam chúng ta đang được dẫn dắt của những người thập niên nè. Toàn xin phép các anh chị nè. Thập niên 1950 nè. 1940. 1950. 1960. 1970. 1980. Và 1990. Rồi 2000. 2000. 2010 và 2020. Rồi. Vậy thì các anh chị có hình dung đất nước chúng ta hiện tại thập niên này đang được dẫn dắt bởi những người thập niên nào không? Các anh chị hình dung đất nước chúng ta đang vừa mới chuyển giao cho những người thập niên 1970 nè. 1960 là đang chuyển dịch dần cho những người thập niên 70. Vậy thì những con người thập niên 70 họ đang bao nhiêu tuổi cả nhà? 1970, nếu thập niên 970 họ đang bao nhiêu tuổi ạ? À? Khoảng 50 tuổi hơn. Và họ đang bắt đầu lãnh đạo dần đất nước lên. Và tất cả các ngành nghề hiện nay
đều được đa phần được dẫn dắt được này. Sau đó nếu mà được gọi là trẻ hơn thì họ đang bồi dưỡng cho ai vậy? Họ đang đồng hành bồi dưỡng cho ai vậy? Cho những người thập niên 1980 thì cỡ khoảng qua 2030 thì mới là thời của những con người 1980. Nhưng giai đoạn này nếu ai ở 1980 mà trưởng thành hơn người sẽ được những người 1960, 1970 dẫn dắt để bồi dưỡng. Hiểu không? Ngày người ta lựa người trưởng thành hơn người để dẫn dắt bồi dưỡng để kế thừa cái thế hệ đi tiếp theo. Các anh chị nắm ý này không? Hiểu ý này không đã? Có nghĩa là bây giờ ai người ta lựa người nào để dẫn dắt bồi dưỡng các anh chị? Người ta lựa người nào dẫn dắt bồi dưỡng? Người ta lựa người có sự trưởng thành hơn người để người ta bồi dưỡng. Vậy thì đất nước chúng ta đang thời nè 1950 còn lại là 1950, 60 đang nỗ lực từ 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 chuyển giao quyền lực, chuyển giao về kinh tế, chuyển giao tất cả mọi cái cho những người 1970. Các anh chị có quan sát không? Bất kỳ quốc gia nào cũng vậy. Các anh chị có quan sát cái này không? Các anh chị nói toàn biết, các anh chị có quan sát hay không cái toàn nói nữa. Các anh chị có quan sát hen? Vậy thì những người thập niên, những cái tàn, những người thập niên 1970, các anh chị có bà để ý 1970, sau đó bắt đầu họ đang bồi dưỡng dần 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 đứng phía sau bồi dưỡng cho những con người đang 1980 đang nổi tiếng lên, phát triển lên dần 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 nhớ không? Cả nhà. Không phải họ đang bồi dưỡng cho những người vị thế xã hội đồ này kia, những người đời đời này không? Thì chín mùi của đời này là khi nào? Chín mùi này là khi nào? 2030. 2030 là thời cuộc chín mùi, chín mùi của những ông thập niên 80. Vậy thì nếu giai đoạn này những ông nào mà 1980 ổng trưởng thành hơn người thì đó là giai đoạn, đó là giai đoạn của đối tượng để cho những người thập niên 60, 70 họ làm gì? Thập niên 60, 70 họ làm gì? Các anh chị? Thập niên cho người là gì? Bồi dưỡng. Họ sẽ nâng đỡ, hỗ trợ nếu ai trưởng thành hơn người. Có nghĩa là khi bạn tuổi đó bạn lại có những quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn vượt xa so với độ tuổi mà bạn đang có. Vậy thì bạn thuộc đối tượng trưởng thành hơn người của xã hội. Thì tôi sẽ sao?